Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 234. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói tại sao ta lại phải giết ngươi? Thời thượng cổ được gọi là thời kỳ đen tối nhất từ trước đến nay, dưới sự thống trị của ngươi, cả thời cổ đại đã thành ra thế nào? Có cần ta miêu tả không? Cổ nhìn thẳng vào chủ nhân bút đại đạo, trước giờ kẻ mạnh thống trị, người thích nghi được thì tồn tại, đấy vốn dĩ là quy tắc của vũ trụ, chẳng phải sao? Chủ nhân bút đại đạo, thật ra không cần thiết phải thảo luận chuyện đúng sai, vì vốn dĩ tiêu chuẩn đúng sai của ngươi chẳng giống ai, bởi vậy, có thảo luận cũng không có kết quả. Cổ nhún vai, ông nói không sai, theo ta thấy, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ông thắng nên ông nói gì cũng đúng cả. Nàng ta vừa nói vừa nhìn chủ nhân bút đại đao, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau khi ông xây dựng lại trật tự mới thì có tốt hơn được bao nhiêu không? Diệp Huyên nhìn sang chủ nhân bút đại đạo, đấy cũng là điều mà hắn muốn hỏi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy trật tự bây giờ không tốt đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, ngươi cảm thấy không tốt là vì ngươi nhìn bằng góc độ hiện tại của mình, hơn nữa, ngươi chỉ nhìn thấy mặt không tốt, không nhìn thấy được mặt tốt của nó. Vì ngươi gặp phải một số chuyện bất công nên ngươi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không tốt. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, vũ trụ này không thể nào tốt hết mọi mặt, có tốt thì đương nhiên cũng sẽ có xấu. Có điều, ta vẫn muốn nghe ngươi nói thử thế giới này không tốt chỗ nào. Diệp Huyên liền nói, kẻ mạnh thì ngông, kẻ yếu chỉ biết chấp nhận số phận. Tất cả mọi thứ đều được giải quyết bằng nắm đấm, ai mạnh hơn thì có lý, ai yếu hơn thì dù có lý vẫn là vô lý. Hơn nữa, đạo môn của ông đã hủ bại lắm rồi, người quản lý trật tự thối nát thì sẽ đàn áp chúng sinh. Chủ nhân bút đại đạo bỗng thở dài, cắt ngang lời Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn sang chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói kẻ mạnh làm vua. Ta biết ngươi muốn xây dựng một thế giới pháp lý, tất cả mọi thứ đều phải tuân theo pháp luật, có lý mới được. Nhưng ngươi suy nghĩ quá đơn giản, vì thứ khó quản lý nhất trên đời là lòng người, không chỉ có con người, sinh linh vạn vật đều có lòng tham như nhau. Chắc ngươi biết hệ ngân hà. Thế giới ở hệ ngân hà không giống với thế giới của chúng ta ở đây, ở đó nói pháp lý nhưng kết quả thì sao? Vẫn có chuyện không công bằng xảy ra, chẳng hạn như cô nhóc nhị nha, bạn của ngươi, hay là muội muội ngươi. Khi họ đến hệ ngân hà, tất cả pháp và lý cũng như trật tự đều không có ý nghĩa với họ, họ có thể điều khiển mọi thứ. Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nói, bất cứ chỗ nào cũng đều có chuyện không công bằng. Chuyện này không thể nào loại bỏ hoàn toàn được. Ông ta vừa nói vừa nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười, nói, vì vậy, sau khi ngươi xây dựng nên một trật tự mới, thì ngươi có thể đảm bảo trật tự của ngươi có thể công bằng 100% không? Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, bây giờ đám người đi theo ngươi đấy chỉ vì lợi ích mới theo ngươi thôi, ngày nào đó, khi ngươi không có mặt, họ cũng sẽ vì lợi ích mà phản bội ngươi, hoặc nói cách khác. Họ sẽ vì lợi ích của bản thân. Nếu ngươi không tin thì ngươi hãy thử nhìn lại thư viện của ngươi mà xem, ngươi sẽ phát hiện ra, nội bộ thư viện của ngươi cũng có tranh giành quyền lực, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ông ta đang nói thì mỉm cười rồi nói tiếp, không phải ta phủ nhận ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết việc ngươi muốn làm có xuất phát điểm không sai, nhưng ngươi đã nghĩ quá đơn giản. Ngươi xây dựng thư viện ở mấy vũ trụ thì ngây thơ cho rằng mình có năng lực quản lý vũ trụ vô tận này, chuyện này không đúng đâu. Hơn nữa, ngươi chưa từng nhìn nhận vũ trụ này bằng con mắt khách quan, cũng chưa từng tìm hiểu về lịch sử của nó. Vì vậy, ngươi nhìn nhận sự việc rất phiến diện, nói một cách đơn giản, ngươi chưa chín chắn, thậm chí còn chút ấu trĩ, ngươi bây giờ chỉ có một bầu nhiệt huyết mà thôi. Diệp Huyên bỗng nói, rõ ràng ông biết nội bộ đạo môn của ông mục nát thì sao ông lại không ngăn chặn? Rõ ràng ông biết thế giới có rất nhiều chuyện không công bằng, sao ông lại không ngăn chặn? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói, hủ bại mà ngươi nói là gì? Là có pháp tắc mưu đồ chiếm lợi ích sao? Diệp Huyên gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, bọn chúng là pháp tắc, không phải thánh nhân, bọn chúng cũng cần tu luyện, cũng cần tài nguyên. Chúng cấu kết với một số thế lực, mưu cầu lợi ích cho bản thân, không có nghĩa tất cả pháp tắc đều sẽ như thế, mà ta cũng không thể ngăn chặn tất cả pháp tắc làm chuyện đó. Ông ta đang nói thì nhìn sang Diệp Huyên rồi mỉm cười, nói tiếp, ngươi dám đảm bảo thư viện của ngươi không có ai hủ bại không?
không có ai mưu cầu lợi ích riêng tư không? Diệp Huyên im lặng. Đương nhiên hắn không dám đảm bảo. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói tất cả những gì ngươi để tâm và băn khoăn đều là những vấn đề nhỏ, vũ trụ quá rộng lớn, nếu như ngươi chỉ nhìn vào những chuyện nhỏ nhặt thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào xây dựng được một trật tự hoàn toàn mới đâu. Ông ta đang nói thì cười khẽ rồi nói, ngươi có biết thân xác thật của ta đang làm gì không? Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, không biết. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói cách chỗ này tầm hơn mấy trăm triệu trụ niên, ở đó có một ma đầu mới sinh ra, hắn ta nhờ vào hương hỏa của chúng sinh để có được sức mạnh dũng mãnh, thực lực của hắn ta đã vượt ngoài cảnh giới, không phải thứ mà bây giờ ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu mỗi ngày ta đều chú tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này thì xin hỏi ai sẽ quan tâm đến những chuyện lớn đó đây? Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nói, hơn nữa, bản thân ngươi từng nghiêm túc với thế giới này chưa? Ngươi chưa từng tìm hiểu về lịch sử của nó. Theo ta thấy, tất cả những gì ngươi làm bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang nghịch. Ngươi có biết tại sao đến giờ kiếm ý nhân gian của ngươi vẫn tầm thường như vậy không? Vì trật tự của ngươi rất nhỏ bé, ngươi chưa từng biết nhìn xa. Còn một điểm nữa, đấy là nếu ngươi muốn xây dựng một trật tự mới thì cần có thực lực vững mạnh, thực lực hiện giờ của ngươi rõ ràng chẳng đáng là gì. Tất cả những thành tựu bây giờ của ngươi đều có được nhờ muội muội ngươi, nếu không có muội muội ngươi, trật tự của ngươi chỉ là một trò cười, ngươi hiểu không? Ông ta đang nói thì mỉm cười rồi nói tiếp, ta biết ngươi đang nghiêm túc làm chuyện này nhưng ngươi không thể không thừa nhận nếu như không có muội muội ngươi thì ngươi sẽ chẳng làm được chuyện gì. Không phải ta đang cười nhạo ngươi, ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng một khi muội muội ngươi đột nhiên biến mất hoặc không có mặt thì tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ tan biến hết, bao gồm cả trật tự của ngươi. Sự tự tin của một người không nên được xây dựng trên một người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nói, điểm cuối cùng, ngươi cần thay đổi bản thân một chút. Ta chỉ nói hai điểm, một là nếu ngươi muốn xây dựng một thế giới pháp lý công bằng, vậy bản thân ngươi phải làm gương, phải tuân thủ pháp lý. Thứ hai, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước. Ông ta đang nói thì nhìn sang cổ, chẳng hạn việc ngươi giúp đỡ nàng ta, trước khi giúp, có phải ngươi nên tìm hiểu rõ đối tượng giúp đỡ là người như thế nào trước? Nàng ta có đáng cho ngươi giúp đỡ không? Hay là bất cứ ai cho ngươi lợi ích thì ngươi cũng đều sẽ giúp đỡ? Ngươi có biết nhiều lúc giúp đỡ một người xấu còn đáng sợ hơn cả bản thân mình làm chuyện xấu không? Chưa nói chuyện khác, nếu không phải nhờ mỗi người khống chế nhân quả giúp ngươi thì lúc ngươi đồng ý giúp cổ cô nương này, ngươi đã tạo ra một ác duyên vô cùng lớn rồi. Lúc đó khi ngươi bị nhầm vào, ngươi sẽ lại trách thiên đạo bất công, thế đạo bất chính, vậy chẳng phải rất buồn cười sao? Chính vào lúc đó, cổ bỗng lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đi theo Diệp công tử ta bằng lòng cải tà quy chánh. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang cổ. Cổ mỉm cười, nói, vậy chẳng phải ác duyên sẽ thành lương duyên rồi sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, hôm nay ta nói với ngươi những chuyện này là muốn ngươi trở nên chín chắn hơn. Vì thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, vọng ngày nào đó, khi người ta nhớ đến. Nhớ đến thời đại hiện tại thì ngươi không còn là điển hình của một thằng con dựa dẫm nữa. Tự giải quyết cho tốt. Ông ta nói xong thì biến mất không thấy đâu nữa. Đi rồi. Diệp Huyên im lặng không nói gì. Như chủ nhân bút đại đạo nói, nếu không có Thanh Nhi, trật tự mình dựng nên chắc chắn sẽ biến thành mây khói ngay lập tức. Mọi thứ hiện giờ đều được dựng trên người Thanh Nhi. Sai sao? Tất nhiên là không sai. Diệp Huyên không phải người bảo thủ. Mượn thực lực của Thanh Nhi dựng lên trật tự hoàn toàn mới, hơn nữa nâng cao bản thân, điều này chắc chắn không sai, chỉ là sai ở chỗ mình nên nhận thức rõ điều này. Hơn nữa cố gắng nâng cao bản thân. Ngoài ra, mình cũng phải trở nên trưởng thành hơn. Xây dựng một trật tự hoàn toàn mới không phải là trò đùa trẻ con. Quản lý vũ trụ càng không phải là trò đùa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đã đến lúc thay đổi bản thân rồi. Bớt cái tính không thực tế, bớt giả vờ đi một chút. Lúc này cổ bỗng đi sang một bên, Diệp Huyên nhìn cổ đi đến trước một thân xác. Chính là cơ thể của nàng ta. Nhưng hình dáng của cơ thể đó không phải là một con gái, mà là người phụ nữ trưởng thành, mặc đồ trắng, hai tay khoanh trước ngực. Cổ chậm rãi giơ tay phải ra, khi tay nàng ta chạm vào cơ thể,
nàng ta lập tức biến thành một đốm sáng trắng đi vào trong cơ thể đó. Luồng khí tức đáng sợ bỗng bùng nổ. Diệp Huyên cảm giác như mình muốn đảo lộn. Chỉ là một uy áp. Lúc này cổ mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng nhưng dần lấy lại tỉnh táo, một lúc sau nàng ta nhếch môi. Diệp Huyên nhìn cổ, không nói gì. Cổ bỗng đứng lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử. Nói rồi tay phải nàng ta vung nhẹ lên, uy lực đáng sợ đó lập tức biến mất. Diệp Huyên cười nói, chúc mừng cổ cô nương. Cổ đứng lên chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên cười nói, còn phải cảm ơn Diệp công tử đã trượng nghĩa cứu giúp. Diệp Huyên nhìn cổ, những lời lúc nãy cổ cô nương nói với chủ nhân bút đại đạo là thật sao? Cổ chớp mắt, ta cải tà quy chính sao? Diệp Huyên gật đầu. Cổ cười nói, Diệp công tử, nếu ta tiếp tục làm việc ác, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta sẽ không, vì ta không đánh lại cô, nhưng... Nói rồi hắn nhìn cổ, ta sẽ để muội muội giết cô. Cổ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, một lúc sau cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm ác nữa. Diệp Huyên gật đầu, tốt. Nói rồi hắn xoay người đi. Khi Diệp Huyên đi ra khỏi cổ lầu này, hắn nhận ra cổ đó đi theo hắn. Cổ cười nói, Diệp công tử, cho ta đi theo ngươi đi. Diệp Huyên nhìn cổ, đi theo ta làm gì? Cổ mỉm cười, ngươi giúp ta, có thế nào ta cũng phải báo ơn, cho ta đi theo ngươi một thời gian đi. Trong khoảng thời gian này ta có thể đánh người khác giúp ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, có thể. Cổ nhìn Diệp Huyên mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyên bỗng nói, cổ cô nương, cô từng là người thành lập trật tự của thời cổ đại đúng chứ? Cổ gật đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta muốn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới, cổ cô nương có thể chỉ bảo ta không? Cổ im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi là vì bản thân hay vì chúng sinh? Diệp Huyên nói, vì bản thân ta, cũng vì chúng sinh. Cổ cười nói, nếu là xung đột thì sao? Diệp Huyên nhìn cổ. Cổ cười nói, nếu là xung đột thì sao? Diệp Huyên im lặng một lúc mới nói, vì chúng sinh. Cổ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi không phải là người có thể hy sinh bản thân cho người khác, nên ngươi không thể hy sinh bản thân vì chúng sinh. Với ngươi, ngươi muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thuận tiện có thể nâng cấp bản thân, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cổ cười nói, thật ra như chủ nhân bút đại đạo đã nói. Suy nghĩ của ngươi rất tốt chẳng qua ngươi vẫn chưa nhận ra muốn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới phiền phức và khó khăn đến mức nào. Nhất là ngươi còn muốn xây dựng trật tự pháp lý này nữa, đây không phải là khó khăn bình thường, bởi vì thế đạo này vốn dĩ không tồn tại công bằng tuyệt đối, cường giả đôi khi sẽ không nói lý với kẻ yếu, rõ ràng một cú của ta là có thể xong chuyện, tại sao lại còn thừa sức với ngươi? Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên cười nói, có phải bản thân ngươi cũng thường làm thế? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta trước tiên nói lý, đối phương không nghe thì chỉ có thể dùng nắm đấm. Cổ khẽ cười, sau đó nói, thế nên người nghĩ là đạo lý có tác dụng hay là nắm đấm có tác dụng? Diệp Huyên trầm giọng nói, tất nhiên là nắm đấm. Cổ gật đầu, đúng thế, nhiều khi là như thế nên mọi người đều tin tưởng vào nắm đấm. Hơn nữa thực lực mới là tất cả, không có thực lực, người có muốn nói lý cũng vô dụng. Nói rồi nàng ta lắc đầu. Như chủ nhân bút đại đạo đã nói, thế gian này vốn dĩ không có công bằng tuyệt đối, chưa kể đến người khác, bản thân chúng ta đã không thể có công bằng tuyệt đối rồi. Diệp Huyên không nói gì. Cổ cười nói, nhưng ngươi có thể thử. Diệp Huyên cười nói thế tức là cô cũng không cho là đúng. Cổ gật đầu, đúng là ta thấy không ổn, vì thật sự rất khó, nhất là hiện giờ lòng người tham lam ích kỷ, nếu nắm quyền thì ai là không tư lợi cho bản thân. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể quản được mình nhưng không thể quản được những người bên cạnh ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, cứ từ từ thôi. Cổ gật đầu, đúng thế. Nói rồi nàng ta nhìn ngực Diệp Huyên, cười nói, cơ thể và linh hồn của ta vừa sáp nhập, có thể ở trong tiểu tháp của ngươi một thời gian được không? Tiểu tháp. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn sầm mặt. Người phụ nữ này đang có ý gì đó với tiểu tháp? Cổ cười nói, cũng tiện thể giúp ngươi nâng cao cổ chiến thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, cổ thánh quả đó. Cổ cười nói, ta có.
Diệp Huyên thở dài. Người phụ nữ này cố ý lấy cổ chiến thể cho hắn tu luyện nhưng lại không cho cổ thánh quả, mục đích là để mình dẫn cô ta đến vực cổ thiên. Cái bẫy. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, gật đầu, cô vào tiểu tháp đi. Bây giờ hắn cũng cần người phụ nữ này giúp thật, không chỉ là cổ chiến thể, các mặt khác hắn cũng cần đối phương giúp. Nghe Diệp Huyên nói thế, cổ cong môi cười, được thôi. Nói rồi nàng ta đi vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu, người phụ nữ này trông chẳng giống người đã giết hại sinh linh thời đại như chủ nhân bút đại đạo đã nói. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Sau này mình cũng nên cẩn thận hơn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên bỗng lấy kiếm linh ra, sau đó nói, kiếm linh, trước kia cô nói gương đó có thể thăng cấp huyết mạch của ta. Một lúc sau kiếm linh nói, đúng thế, chiếc gương này có ẩn chứa huyết khí tàn sát vô tận, vừa lúc có thể làm tăng sức mạnh huyết mạch của cậu. Diệp Huyên trầm giọng nói, dùng thế nào? Kiếm linh nói, hấp thụ trực tiếp. Hấp thụ trực tiếp. Diệp Huyên đứng trước gương, thoáng chốc tấm gương biến thành một tia máu chui vào giữa hai lông mày của hắn. Hai mắt Diệp Huyên trợn tròn, trong mắt là biển máu. Lúc này Diệp Huyên nhìn thấy sự tàn sát vô tận. Giọng kiếm linh bỗng vang lên, giữ tỉnh táo, đừng để sát khí đi vào thần trí của cậu. Diệp Huyên gật đầu, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Kiếm linh lại nói, kích hoạt huyết mạch phong ma của cậu bắt đầu hấp thu. Nghe thế Diệp Huyên mở huyết mạch phong ma của mình. Một ánh sáng máu bỗng lao lên trời từ trong người Diệp Huyên. Huyết mạch được kích hoạt. Sau khi huyết mạch kích hoạt, huyết mạch phong ma của Diệp Huyên bắt đầu cắn nuốt nó. Lúc này cổ bỗng xuất hiện cách bên cạnh Diệp Huyên không xa, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sức mạnh huyết mạch đặc biệt thật. Kiếm linh cũng bỗng xuất hiện cách bên cạnh Diệp Huyên không xa. Cổ nhìn thấy kiếm linh cười nói, ngươi là kiếm linh. Kiếm linh không đáp lại. Cổ cười nói, một thanh kiếm có cá tính. Kiếm linh bình tĩnh nói, ngươi đi theo cậu ta làm gì? Cổ mỉm cười, tương lai của hắn sáng lạn, đi theo hắn lăn lộn. Kiếm linh nhìn cổ, sau đó nói, tùy ngươi. Cổ khẽ cười nói, huyết mạch của hắn là gì? Kiếm linh nói, huyết mạch phong ma bất khuất. Cổ lắc đầu, chưa từng nghe nói đến. Kiếm linh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này máu trong người Diệp Huyên đã sục sôi, mà huyết mạch phong ma được kích hoạt hoàn toàn, thần chí Diệp Huyên cũng bắt đầu bị xâm chiếm. Kiếm linh trầm giọng nói, cậu phải giữ tỉnh táo, nếu không cậu sẽ bị huyết mạch của mình khống chế. Diệp Huyên gật đầu, hắn xòe bàn tay ra, trong người có vô số kiếm ý nhân gian tuôn ra. Vừa nuốt lấy nó vừa áp chế. Cổ ở một bên nhìn kiếm linh, không nói gì thêm nữa. Ở đằng xa, khí tức tỏa ra từ trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh, đến lúc này tinh không xung quanh dần trở thành màu đỏ máu, hơn nữa còn lan ra xung quanh với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Thấy thế, sắc mặt kiếm linh dần trở nên nghiêm trọng. Nàng ta biết Diệp Huyên sắp đột phá. Cứ thế một ngày trôi qua, Diệp Huyên đứng trong tinh không bỗng mở mắt ra. Hai luồng kiếm quang màu đỏ lập tức bắn ra từ trong đôi mắt hắn. Hai kiếm quang màu đỏ máu xuyên qua tinh hà. Kiếm linh nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đã biến thành một người đầy máu, cả người toát ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên bỗng xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm máu bỗng được ngưng tụ. Lấy máu làm thành kiếm. Diệp Huyên bỗng nhìn kiếm linh, ánh mắt hắn hiện lên sát khí. Kiếm linh rất bình tĩnh nói, cảm giác thế nào? Diệp Huyên khàn giọng nói, muốn giết người. Lúc này máu trong người hắn đều sục sôi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết! Giết đến tận cùng! Sát khí đó khiến hắn sắp không khống chế được mình. Kiếm linh gật đầu, huyết mạch của cậu đã đạt đến thời khắc quan trọng, còn một chút nữa mới có thể đột phá. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn một chút nữa. Kiếm linh gật đầu, một chút cuối cùng. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, đừng áp chế huyết mạch, để nó giải phóng hoàn toàn. Diệp Huyên run giọng nói, cô chắc chắn. Kiếm linh gật đầu, chắc. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi thu lại kiếm ý nhân gian, không áp chế huyết mạch phong ma nữa. Ngay lập tức ánh sáng màu máu phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, thời không xung quanh bị chôn vùi. Phong ma hoàn toàn.
phong ma hoàn toàn. Khi Diệp Huyên lựa chọn hoàn toàn trở nên điên cuồng thì hắn vẫn có chút chần chừ, bởi vì một khi tiến vào trạng thái phong ma, thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng, hắn vẫn tin vào kiếm linh. Kiếm linh không lý gì lại hại hắn. Sau khi Diệp Huyên tiến vào trạng thái điên dại, một luồng sát ý kinh khủng quét qua tinh không, trong tầm mắt chỉ thấy một vùng biển máu. Thấy vậy, cổ ở bên cạnh bỗng nheo mắt. Khi Diệp Huyên hoàn toàn tiến vào trạng thái điên dại, nàng ta mới cảm nhận được sự kinh khủng của huyết mạch chi lực này. Cổ nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Người đàn ông trước mặt này, thật sự càng lúc càng thần bí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở phía xa, Diệp Huyên đã hoàn toàn điên dại, hắn nhìn kiếm linh, ánh mắt chỉ còn sát ý. Lúc này, kiếm linh bỗng hóa thành một luồng kiếm quang phóng vào giữa trán Diệp Huyên. Thân thể Diệp Huyên khẽ run, lại là một luồng huyết quang phóng ra từ trong thân thể Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn cổ ở phía xa kia, sau đó, hắn bỗng lao về trước, một kiếm chém xuống về phía cổ. Bù! Tinh không lập tức chấn động. Vẻ mặt cổ bình tĩnh, dùng ngón tay khẽ kẹp lại. Vừa kẹp lấy, đã mạnh mẽ kẹp chặt kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, sau đó, hai ngón tay nàng ta khẽ dùng lực. Một vùng kiếm quang đỏ như máu vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng. Mà khi Diệp Huyên dừng lại, cả thân thể hắn cũng bị rạn nứt. Đạo thể hùng mạnh ở trước mặt cổ, mà lại không đỡ được một đòn. Cổ nhìn Diệp Huyên, cười nói, nữa không? Ở phía xa, Diệp Huyên bỗng biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang đỏ như máu từ trong sân xuyên qua. Cổ khẽ cười, nâng tay phải đè mạnh xuống. Thoáng chốc, một bàn tay khổng lồ bỗng phá không xuyên qua, sau đó trực tiếp bắt lấy Diệp Huyên, sức mạnh kinh người khiến Diệp Huyên không thể động đậy. Diệp Huyên bỗng gầm lên, trong cơ thể, vô số kiếm khí bay ra. Thế nhưng, cũng không có tác dụng gì. Cổ nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình lặng. Ngay lúc này, giữa trán Diệp Huyên bỗng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ đỏ như máu. Kiếm linh. Rầm. Sức lực kinh người bỗng bắt đầu trấn áp huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, dần dần, huyết mạch sục sôi trong cơ thể Diệp Huyên bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu, thân thể Diệp Huyên dần dần mềm nhũn. Cổ buông tay phải, bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất theo, đồng thời, một luồng sức mạnh dịu dàng đỡ lấy Diệp Huyên đang khuỵu xuống. Cổ đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cảm thán nói, huyết mạch này đúng là không tệ. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, mà lúc này, màu đỏ máu trong mắt hắn đã biến mất. Cổ cười nói, chúc mừng. Diệp Huyên từ từ đứng dậy, hắn nhìn tay phải của mình, sau đó bỗng siết chặt lại. Huyết mạch trong cơ thể bỗng sôi sục, không chỉ vậy, hắn còn phát hiện, huyết dịch hắn vẫn còn đang bùng cháy. Bùng cháy. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, kiếm linh, cái này. Kiếm linh nói, huyết mạch bất khuất của người, lại biến chất lần nữa, huyết mạch bốc cháy, sức mạnh vô biên vô tận. Chỉ cần người không chết thì huyết mạch này sẽ nâng cao huyết mạch chi lực của người không ngừng, là kiểu vô biên vô hạn. Diệp Huyên trầm giọng nói, nó bốc cháy, có khi nào cháy đến mất không? Kiếm linh nói, không đâu, huyết mạch của người, hiện tại sức mạnh bình thường sẽ không thể tiêu diệt được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn vung tay, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn, cảm nhận được kiếm huyết mạch trong tay, hắn khẽ nhếch miệng. Hắn có thể cảm nhận được, uy lực của thanh kiếm này, đã tăng cao ít nhất 10 lần. Hiện tại tuy hắn chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng bây giờ hắn rất tự tin giết được thiện nhân cảnh. Ác nhân cảnh, hắn chưa từng gặp, vì vậy, không dám nói chắc chắn. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng nhìn cổ, có thể chỉ giáo chút không? Cổ cười nói, ngươi muốn đánh với ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cổ cười nói, được. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, trong cơ thể hắn, huyết mạch bỗng sôi sục, dần dần, kiếm thanh huyên trong tay hắn biến thành màu đỏ. Đột nhiên, Diệp Huyên mở bừng mắt, cả người lập tức biến mất. Bù, một luồng kiếm quang đỏ máu bỗng bay đến trước mặt cổ. Một kiếm này, hắn trực tiếp dùng hết toàn lực.
không chỉ sử dụng huyết mạch chi lực, mà còn sử dụng cả kiếm ý nhân gian và cổ thần chi lực. Đây là một kiếm mạnh nhất từ sau khi hắn đột phá có được. Đối mặt với một kiếm mạnh nhất của Diệp Huyên, vẻ mặt cổ thần bình tĩnh, khi kiếm Thanh Huyên đến cách hàng mày chừng nửa tấc thì nàng ta đột nhiên đưa hai ngón tay kẹp lại. Vừa đưa tay đã trực tiếp kẹp lấy kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Không chỉ vậy, sức mạnh kinh khủng chứa đựng trong kiếm lại bị trấn áp bên trong kiếm, không thể phóng ra ngoài. Diệp Huyên ngây người tại chỗ. Cổ khẽ cười, hai ngón tay khẽ động. Thoáng chốc, Diệp Huyên lập tức lùi ra cả vạn trượng. Cổ nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Bình thường dưới tình huống như vậy, sức mạnh một ngón tay này của nàng ta có thể khiến thanh kiếm vỡ nát, nhưng nàng ta đã tấn công hai lần, mà kiếm này vẫn không hề thương tổn gì. Kiếm tốt. Ở phía xa, sau khi Diệp Huyên dừng lại, cũng có đôi chút nản lòng. Vừa đột phá, vốn nghĩ rằng có thể ra vẻ thật ngầu, thế mà lại bị đánh bại. Quá thất bại. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyên, cổ đứng bên cạnh lắc đầu khẽ cười, làm ơn đi, tốt xấu gì ta cũng từng giao đấu với chủ nhân bút đại đạo, người nghĩ là ta rất yếu sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không, là ta quá yếu rồi. Cổ khẽ gật đầu, người bây giờ, đúng là quá yếu. Dưới nhân gian, người còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn trên nhân gian. Diệp Huyên nhíu mày, trên nhân gian. Cổ liếc nhìn Diệp Huyên, người không biết sao? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cổ thấp giọng nói, muội muội ngươi chưa từng nói về mấy chuyện này cho ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu, muội muội ta trước giờ chưa từng nói những chuyện này với ta. Cổ không hiểu, tại sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, bởi vì nàng ấy không hứng thú với mấy thứ trong cảnh giới kiểu này. Vẻ mặt cổ bỗng trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên cười nói với ta về mấy thứ trên thế gian đi. Cổ gật đầu, ở thời cổ đại, cảnh giới chia thành hai loại, một loại là dưới nhân gian, cực hạn của dưới nhân gian là cổ đạo cảnh. Mà trên cổ đạo cảnh, chính là nhân gian cảnh, ý nghĩa của nhân gian cảnh là, vượt ngoài nhân gian thế tục, đạt đến một cấp độ khác. Thật ra, cổ đạo cảnh đã rất lợi hại rồi. Trên thiện ác cảnh, thật ra chính là cổ đạo cảnh, bởi vì vừa nãy ta đã tìm hiểu, chủ nhân bút đại đạo đã giữ lại cảnh giới thời cổ đại, mà trên nhân gian cảnh, chính là trật tự cảnh. Mà trật tự cảnh, cao thủ cấp bậc này có rất ít. Bởi vì, chỉ có từng tạo ra một loại trật tự mới, thì mới có thể được gọi là trật tự cảnh. Nói rồi, nàng ta chỉ vào bản thân mình, ta chính là trật tự cảnh. Trật tự cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, cao thủ trật tự cảnh, rất ít sao? Cổ nói, đúng vậy. Diệp Huyên nói, ngươi còn nhớ vô biên chủ lúc trước đi cùng ta không? Cổ cười nói, ngươi nói các vị đã từng là người thiên mệnh kia sao? Diệp Huyên gật đầu, hắn là cảnh giới gì? Trước giờ hắn vẫn rất hiếu kỳ về thực lực của vô biên chủ. Cổ nói, hắn cũng là trật tự cảnh, nhưng, hắn không phải trật tự cảnh bình thường, hắn thuộc về trật tự cảnh đặc biệt. Diệp Huyên nhíu mày, trật tự cảnh đặc biệt. Cổ gật đầu, điểm đặc biệt của người này nằm ở chỗ, biết được một nửa thiên cơ vận mệnh, vì vậy, có nhiều lúc hắn có thể tạo ra lựa chọn chuẩn xác. Bởi vì hắn có thể làm được, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà làm. Hơn nữa, lúc trước khi nhìn thấy hắn, hình như hắn cũng sắp đột phá rồi. Diệp Huyên nhìn cổ, sau đó nói, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà làm. Cổ cười nói, đúng vậy, bất kỳ một thời đại nào cũng đều có trật tự, mà trật tự này, có thể được gọi là thiên đạo, mà thiên đạo chính là đại diện cho vận mệnh. Nếu có người có thể thuận theo thiên đạo, thuận thế mà làm, hắn sẽ sống rất tốt. Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, tên kia biết trò của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên thấp giọng nói, lúc trước ta thấy hắn có phần e dè với ngươi. Cổ chớp mắt, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyên lắc đầu. Cổ cười nói, hắn là thuận theo thiên đạo, mà ta là nghịch thiên đạo. Nghịch thì lúc nào cũng khó hơn thuận rất nhiều, đương nhiên, hiện tại ta cũng phải thuận theo thiên đạo rồi. Nghịch thiên mà làm, khó lắm. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, hành động của ta có tính là nghịch thiên mà làm không? Cổ khẽ lắc đầu, người muốn lập một loại trật tự hoàn toàn mới, chuyện này cũng không xem là nghịch thiên. Hành động của ngươi được xem là trực tiếp tạo phản rồi.
Nếu không phải muội muội ngươi giúp ngươi trấn áp nhân quả, thứ cho ta nói thẳng, có khi mộ ngươi cỏ cũng cao xanh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cổ cười nói, không thể không nói, ngươi đúng là người đầu tiên tạo phản, hơn nữa lại còn sống lâu đến vậy. Huống hồ, chủ nhân bút đại đạo còn đến nói cho ngươi, ngươi nên tạo phản thế nào. Nói rồi, nàng ta giơ ngón tay cái, hay lắm. Diệp Huyên lắc đầu cười. Cổ lại nói tiếp, chủ nhân bút đại đạo đối với ngươi, có lẽ là kiểu bất đắc dĩ, đánh không được, giết không xong, vì vậy, hắn chỉ có thể đến khuyên nhủ ngươi, để ngươi tạo phản cũng đừng tạo phản quá bạo lực, sau đó, mọi người phát triển hòa bình. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, ngươi giải thích như vậy. Cổ khẽ cười, sau đó nói chuyện chính đi, ngươi bây giờ, tuy cảnh giới chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng sức chiến đấu có lẽ không kém gì ác nhân cảnh, đương nhiên. So với ác nhân cảnh không nổi trội, có thể vẫn còn chút cách biệt. Vì vậy, người bây giờ, nhất định phải tu luyện thành công cổ chiến thể, nếu ngươi tu luyện thành công, cộng thêm cổ thần chi lực và trình độ kiếm đạo hiện tại của ngươi, dưới nhân gian, ngươi là vô địch. Là vô địch. Diệp Huyên trầm giọng nói, tu luyện cổ chiến thể, khó không? Cổ nói, không phải rất khó. Đối với ngươi, bởi vì thân xác ngươi căn bản đã tốt rồi, hơn nữa. Cổ tinh ngươi có rất nhiều, không những vậy, còn thu thập được toàn bộ bảo vật thiên tài. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, không thể không nói, ngươi tu luyện thật sự như gian lận vậy. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ngươi từng đến hệ ngân hà sao? Cổ cười nói, không có. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ngươi nói gian lận. Hắn biết, từ gian lận này, chỉ có người hệ ngân hà mới biết. Cổ cười nói, một người bạn của ta là từ hệ Ngân Hà, nàng ta là nhóm người xuyên Việt đầu tiên, lúc mới đến, nàng ta cứ thường hô nghịch thiên. Nói rồi, nàng ta lắc đầu khẽ cười, rất thú vị. Diệp Huyên nói, hiện tại nàng ta thế nào rồi? Cổ nhún vai, sau đó nói, sau này trải qua hiện thực tàn khốc, nàng ta trở nên khiêm tốn hơn rồi. Sau này lập ra một học viện gì đó, sau đó nữa, thì ta không biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, người bạn này của ngươi có phải tên Cổ Bái Nguyệt không? Cổ nhìn Diệp Huyên, ngươi quen sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không quen. Cổ khẽ gật đầu, người của hệ Ngân Hà đều rất thú vị, chính là, rất thích nói lời thô tục, gì mà chết tiệt, gì mà mẹ nó, rồi mẹ kiếp, khốn nạn gì đó. Nói rồi, nàng ta lắc đầu. Diệp Huyên, nghe thấy lời của cổ, Diệp Huyên bất giác lắc đầu khẽ cười. Không thể không nói, một vài từ của hệ Ngân Hà quả thực không được nho nhã lắm. Cũng may, Tần Quan rất văn minh. Lúc này, cổ bỗng nói, đi thôi, ta đưa ngươi đến một nơi tu luyện cổ chiến thể. Diệp Huyên thôi nghĩ, gật đầu nói, được. Cổ chợt nói, đúng rồi, lúc chủ nhân bút đại đạo nói với ngươi trước kia ta là người xấu, ngươi cảm tạ gì vậy? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, ngươi hy vọng ta cảm tạ gì? Cổ nhìn Diệp Huyên, ta muốn nghe suy nghĩ thật của ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi nói không sai, sau này ta giúp đỡ người khác, không thể bởi vì đối phương cho ta lợi ích thì ta sẽ giúp. Cứu một người xấu, có thể sẽ làm hại vô vàn người tốt. Nhất là kiểu người ác thực lực vô cùng mạnh. Cổ cười nói, sau đó thì sao? Diệp Huyên khẽ cười nói, sau đó, ngươi nói sau này ngươi cải tà quy chính, ta lựa chọn tin ngươi. Cổ sững sờ, sau đó hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn cổ, thứ nhất, ngươi không đánh được chủ nhân bút đại đạo, thứ hai, ngươi không đánh được muội muội ta. Cổ im lặng. Diệp Huyên cười nói, ngươi lúc trước, làm người ác lâu như vậy, có lẽ cũng chán rồi. Vì vậy, ta cảm thấy, ngươi có thể thử làm người tốt xem sao. Cổ cười nói, quả thật. Diệp Huyên nói, chúng ta đi thôi, tu luyện cổ chiến thể. Cổ gật đầu, sau đó vung tay. Hai người cùng biến mất. Khi xuất hiện lại, hai người đã đến một vùng tinh không tĩnh mịch, tại tinh không sâu thẳm kia, có vô vàn tia chớp đen lấp lóe, mỗi lần tia chớp lóe lên, tinh không đều rung chuyển. Diệp Huyên thấp giọng nói, thần lôi tôi thể. Cổ cười nói, không, là để cho ngươi hấp thụ. Hơn nữa, những thứ này không phải thần lôi, mà là hỗn độn lôi nguyên. Diệp Huyên nhíu mày, hỗn độn lôi nguyên.
Cổ gật đầu, lôi nguyên thời cổ đại, xuất hiện vào đầu thời kỳ cổ đại, xét này là do ứng kiếp mà ra, xem như là sấm sét kinh khủng nhất của thời cổ đại, chứa đựng thuộc tính sấm sét cực kỳ đáng sợ, nếu ngươi có thể hấp thụ được, sau này sấm sét bình thường căn bản sẽ không làm ngươi bị thương được. Diệp Huyên trầm giọng nói, thân xác ta có thể chịu đựng được sao? Cổ lắc đầu, với thân xác hiện tại của ngươi, chỉ cần tiếp xúc với thần lôi này, thì thần hồn ngươi sẽ bị tiêu diệt. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cổ cười nói, đừng lo, không phải ngươi có ta sao? Nói rồi, nàng ta xòe tay, đưa mấy bảo vật thiên tài kia của ngươi cho ta. Diệp Huyên gật đầu, sau đó xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt cổ, cổ nói, ngươi đợi một lát. Nói xong, nàng ta lập tức đi vào trong tháp nhỏ. Diệp Huyên sững sờ. Không lâu sau, cổ lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta mở lòng bàn tay, một miếng đan dược màu vàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, ngươi còn biết luyện đan. Cổ gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên cười nói, khiến ta có hơi ngạc nhiên. Cổ nói, nuốt xuống, sau đó chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhận lấy đan dược, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vừa vào trong cơ thể, Diệp Huyên đã cảm nhận được một chất lỏng mát lạnh lan khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Lúc này, cổ bỗng mở lòng bàn tay, nào. Tinh không sâu thẳm, một luồng lôi nguyên bỗng đánh xuống, sau đó tiến thẳng vào đầu Diệp Huyên. Lôi nguyên vừa vào trong cơ thể, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, ngũ quan nhăn nhó. Lúc này, thân xác hắn sưng trướng lên, sau đó nứt ra, nhưng lại không nứt vỡ hoàn toàn, bởi vì trên da và mạch máu của hắn xuất hiện sức mạnh màu tím dày đặc. Chính là dược lực của viên đan dược kia. Lúc này, cổ bỗng nói, kiên trì. Diệp Huyên cắn chặt răng, không nói lời nào. Không thể không nói, cảm giác đau đớn đó, thật sự không phải người thường có thể chịu đựng được. Hắn không chỉ cảm nhận được đau đớn trên thân xác, mà còn cảm nhận được đau đớn trong linh hồn. Hắn cảm nhận được thân thể bản thân mình như thể đang bị vô vàn con dao chầm chầm cắt vào. Không thể không nói. Tu thể này thật sự là tu luyện khó nhất trong toàn bộ chức nghiệp. Cần phải chịu đựng sự đau khổ mà người thường không thể chịu được. Tuy rất đơn đớn, nhưng Diệp Huyên vẫn cố gắng chịu đựng. Dù sao, không thể mất mặt ở trước mặt người đẹp được. Thấy Diệp Huyên nhẫn nhịn nỗi đau kinh khủng mà không nói lời nào, ánh mắt cổ bỗng có chút kinh ngạc. Bản thân nàng ta từng tu luyện cổ chiến thể, vì vậy, nàng ta biết cảm giác đau đớn đó. Mà Diệp Huyên có thể nhẫn nhịn chịu đựng được, hơn nữa không phát ra tiếng nào, không thể không nói, nghị lực này khiến nàng ta cũng rất kinh ngạc. Thôi suy nghĩ, cổ xòe tay, tiếp tục. Trên trời lại thêm một luồng nguyên phóng thẳng xuống, cuối cùng xuyên vào trong thân thể Diệp Huyên. Răng rác. Chớp mắt, thân xác Diệp Huyên lập tức nứt ra, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn tan vỡ, bởi vì dược lực của đan dược kia vẫn chống đỡ bảo vệ thân xác hắn. Lúc này, cổ bỗng nói, sử dụng cổ kinh tâm pháp ta đã dạy ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên vội làm theo, sau khi sử dụng tâm pháp, thân thể hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ lôi nguyên kia. Két! Đột nhiên, trên thân thể Diệp Huyên lại xuất hiện vô vàn sấm chớp. Thấy vậy, cổ khẽ nhếch miệng, thân xác này của ngươi tu luyện cổ chiến thể, như gặp thêm may mắn. Không thể không nói, thân xác Diệp Huyên cơ bản thực sự đã rất tốt rồi, nếu không... Căn bản không thể tu luyện được như vậy, phải biết là sức mạnh lôi nguyên này rất mạnh, dưới tình huống bình thường, cho dù có đan dược bảo vệ nhưng thân xác bình thường cũng khó mà chống cự được sức mạnh kinh khủng này. Mà thiên đạo thể của Diệp Huyên thì có thể. Đương nhiên, nghị lực của Diệp Huyên cũng là điểm mấu chốt, dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ không chịu đựng được cơn đau này. Từ cổ chí kim, tu thể chắc chắn là khó tu luyện nhất, bởi vì mỗi lần tu luyện, đều bị giày vò mà con người không chịu đựng nổi. Dần dần, trên người Diệp Huyên càng lúc càng có nhiều sấm sét, không chỉ vậy, vết thương trên người Diệp Huyên cũng khép lại từng chút một. Thấy vậy, cổ khẽ cười, đã thấy thành quả rồi. Cổ xòe tay, tiếp tục. Trên trời, lại thêm một luồng lôi nguyên rơi thẳng xuống, cuối cùng xuyên qua trán Diệp Huyên. Thân thể Diệp Huyên run rẩy. Sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ sấm sét kia.
Ngay lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng Cổ Không Xa. Bóng người kính cẩn thi lễ với Cổ, run giọng nói, chủ tử. Cổ quay người nhìn bóng người, thoáng chốc, sau lưng nàng ta xuất hiện một tấm chắn vô hình, tấm chắn này ngăn cách nàng ta với Diệp Huyên. Cổ cười nói, ta còn tưởng các người sẽ không đến tìm ta. Bóng người lập tức quỳ xuống, ta nào dám. Vẻ mặt Cổ vô tình, sát nguyên đâu. Bóng người vội nói, cổ chủ đi đến hoang cổ chiến giới. Cổ chủ. Cổ nheo mắt, một luồng sát khí đáng sợ bỗng bao trùm xung quanh. Thấy vậy, vẻ mặt bóng người kia lập tức thay đổi, quỳ xuống, thân thể run rẩy không thôi. Cổ cười nói, đừng căng thẳng, ta đã đồng ý với người khác rồi. Sau này sẽ làm người tốt. Thân thể bóng người run rẩy, không dám nói gì. Cổ nói tiếp, ta nói thật, sau này ta đã quyết định phải làm người tốt, người quay về nói với Sát Nguyên, để nàng ta yên tâm. Lần này ta quay về, không có ý định tranh giành với nàng ta, sau đó bất kỳ chuyện gì của cổ tông, đều không liên quan đến ta. Bóng người do dự, sau đó nói, chủ tử. Cổ lắc đầu, bây giờ ta không phải chủ tử của ngươi. Quay về đi. Bóng người do dự, sau đó nói, chủ tử, người thật sự không quay về cùng ta sao? Cổ cười nói, không. Bóng người im lặng một lát, sau đó nói, chủ tử bảo trọng. Nói xong, ông ta quay người lập tức biến mất. Thấy bóng người rời đi, Cổ khẽ cười, cười đầy thâm ý. Sau khi bóng người rời đi, ông ta đến một vùng tinh không khác. Trong tinh không này, có một cô gái đang đứng, cô gái mặc trường bào màu đen, trên trường bào có vẽ một yêu thú hung tợn, tóc buông xóa tùy ý sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra khí thế áp lực vô hình. Bóng người kính cẩn thi lễ, tông chủ. Người này chính là tông chủ hiện tại của cổ tông, Sát Nguyên. Vẻ mặt Sát Nguyên bình tĩnh, nàng ta không chịu quay về. Bóng người gật đầu, kính cẩn nói, vâng. Sát Na im lặng một lúc rồi nói, nàng ta nói gì với ngươi? Bóng người thuật lại lời mà cổ nói với ông ta lúc nãy. Người tốt. Nghe xong lời của bóng người, Sát Nguyên cười lạnh, đúng là thú vị. Từng là đệ nhất nữ ma đầu thời cổ đại. Bây giờ lại muốn làm người tốt. Bóng người không dám nói gì. Hai người đều là đại lão không chọc nổi, ông ta không thể nói nhiều lời. Sát Nguyên lạnh lùng nhìn tinh không phía xa, sau đó nói, nếu nàng ta đã muốn làm người tốt, vậy để nàng ta làm người tốt đi. Nói xong, nàng ta quay người, lập tức biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Bóng người vội vàng đi theo. Trong tinh không, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thụ lôi nguyên, lúc này, toàn thân hắn đều tỏa ra dòng điện cực mạnh. Mà trên trời, những lôi nguyên kia càng lúc càng ít. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau, lôi nguyên trong tinh không đã được hấp thụ sạch sẽ. Mà lúc này, thân xác Diệp Huyên đã biến thành sấm sét. Cổ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Khoảng thời gian này, Diệp Huyên lại không hề thốt ra tiếng nào. Không thể không nói, nghị lực khiến nàng ta bất ngờ và kinh ngạc. Ngay lúc này, Diệp Huyên chậm chậm mở mắt, đôi mắt hắn bắn ra hai luồng chớp. Cổ vung tay, hai luồng chớp lập tức hóa thành hư vô. Cổ nhìn Diệp Huyên, cười nói, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó mở lòng bàn tay, thoáng chốc, một tia chớp đã xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, chợt suy nghĩ, thì tia chớp kia lập tức biến thành một thanh lôi kiếm. Diệp Huyên nhìn cổ, cổ cười nói, chúc mừng, ngươi đã tu luyện thành công cổ chiến thế, ngươi bây giờ, dưới nhân gian, thậm chí không ai có thể giết chết ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, trên nhân gian thì sao? Cổ xòe tay lôi nguyên trong tay Diệp Huyên lúc này đã nằm trong tay nàng ta chớp mắt, sau đó khẽ dùng lực. Lôi nguyên kia lập tức hóa thành cho bụi. Diệp Huyên im lặng. Cổ vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, sau đó nói, dục tốc bất đạt. Cứ từ từ, ngươi có thể làm được. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Cổ bỗng nói, bây giờ có dự định gì? Diệp Huyên nói, ra vẻ. Cổ ngây người. Diệp Huyên vội nói, không phải, lỡ lời. Cổ. Sau khi tu thành cổ chiến thể, Diệp Huyên đã dẫn cổ về Nghịch Loan Chi Thành. Giờ,
trật tự nơi đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì thư viện trỗi dậy nên giờ xu hướng trong thành cũng thịnh hành đi học. Vì dù ngươi không có tư chất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ngươi có trình độ học vấn cao cũng có thể tham gia vào thư viện. Kể từ đó, có thể thay đổi số phận. Điều này quả thật đã khiến cho rất nhiều dân chúng bình thường và tán tu có thêm một sự lựa chọn nữa. Dù sao, nay thư viện cũng đã là thế lực đứng đầu vùng đất hỗn loạn. Một khi tham gia thư viện thì sẽ có vô vàn khả năng. Nhiều khi, nền tảng cũng rất quan trọng. Không có một cái nền tảng vững chắc thì dù ngươi có tài hoa cũng chẳng thể phát huy. Trên đường, Diệp Huyên chậm rãi dạo bước. Ở bên cạnh hắn là Cổ. Cổ tò mò đánh giá xung quanh. Hiển nhiên là tâm trạng Diệp Huyên đang rất tốt, nét cười vương trên mặt. Lúc này, Diệp Huyên bỗng hỏi, ngươi có còn nhớ lời nói của chủ nhân bút đại đạo không? Cổ nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười nói, ta công nhận là lời nói của y rất có lý, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới không phải là một trò trẻ con, cũng chẳng hề đơn giản như vậy, tầm nhìn của ta cũng vẫn còn hạn hẹp. Nhưng mà, y lại xem nhẹ một điều, đó là mọi chuyện đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua xung quanh rồi lại nói, nơi đây từng không hề có một trật tự nào, giết chóc, máu tanh như cơm bữa. Mà giờ, người cũng thấy đó, nơi này đã có sự thay đổi. Hắn nói xong bèn nhìn về phía Cổ, như lời ngươi nói, muốn thành lập một thế giới có pháp tắc thì đúng là không dễ. Nhưng ta cảm thấy, không cần thiết phải là thoáng cái đã làm được tốt nhất, ngày càng cải thiện nó là được. Cứ cố hết sức thôi. Cổ cười, có lý. Nàng ta nói xong lại muốn nói rồi thôi. Diệp Huyên cười bảo, Cổ cô nương, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Cổ trầm giọng hỏi, ngươi định cho những dân chúng bình thường này một cơ hội à? Diệp Huyên gật đầu. Cổ cười nói, suy nghĩ đó của ngươi không tồi. Có điều, sẽ rất khó. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, từ từ sẽ đến, dần dần sẽ tốt thôi. Cổ cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyên đã dẫn Cổ đến thư viện. Thư viện bây giờ quả nhiên là vô cùng khí khái, riêng cung điện đã có hơn vạn tòa, bên trong tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Bấy giờ, Thiên Trần bỗng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, thấy là Diệp Huyên bèn kính cẩn cúi chào, viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, vất vả rồi. Thiên Trần vội nói, đâu có, đây là bổn phận của ta. Diệp Huyên cười rồi bảo, ta vào xem một chút. Thiên Trần vội đáp, vâng. Ông ta nói xong bèn dẫn Diệp Huyên đi vào bên trong thư viện. Ba người đi đến một quảng trường đá xanh rộng lớn, lúc này, bên trong đã tụ tập mấy vạn người. Cách đó không xa trước mặt họ lại có một ông lão đang khoanh chân ngồi. Ông lão ấy chính là một vị bá chủ viễn cổ. Lúc trước, 11 vị bá chủ viễn cổ mà hắn tuyển, giờ cũng đã trở thành đạo sư của thư viện. 11 vị đạo sư bá chủ viễn cổ, phải nói là đội hình đó quả thật là vô địch trong mảnh vũ trụ này. Giờ tên tuổi của thư viện Quan Huyên đã vượt xa học viện Ngân Hà. Ngoài ra, phúc lợi của nơi đây cũng cực kỳ tốt, không có bất cứ thế lực nào có thể so sánh nổi. Mà một số cao thủ dưới cảnh giới bá chủ viễn cổ cũng đã tham gia vào thư viện. Bởi vì trong thư viện có cơ hội đạt tới vô đạo cảnh, trở thành bá chủ viễn cổ. Đạo sư giảng bài thấy Diệp Huyên đến thì lập tức kích động định đứng dậy, Diệp Huyên lại mỉm cười nói, ông cứ tiếp tục đi. Đạo sư kia trần chờ một lát rồi tiếp tục giảng bài. Bên dưới, một đám đệ tử đều nghiêm túc lắng nghe. Bài giảng của bá chủ viễn cổ. Cơ hội như thế, trước đây có sao? Đừng nói đây là bá chủ viễn cổ tự mình giảng bài. Ngay cả bá chủ viễn cổ thì họ cũng chưa từng gặp bao giờ nữa là. Cổ liếc đám đệ tử kia, không nói gì. Diệp Huyên bỗng cười bảo, đi thôi. Hắn nói xong bèn dẫn theo Cổ xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Trần lại chợt mở miệng, Diệp thiếu, gần đây có một số cao thủ thần bí xuất hiện xung quanh vùng đất hỗn loạn. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Trần hỏi, cao thủ thần bí. Thiên Trần trầm giọng đáp, hẳn là pháp giới. Pháp giới. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, để ta giải quyết. Hắn nói xong dứt khoát dẫn Cổ biến mất. Thiên Trần nhìn tinh không đằng xa, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Ông ta đã không thể nhìn thấu Diệp Huyên của bây giờ.
Hiển nhiên là Diệp Thiếu lại đạt tới một độ cao mới. Có bắp đúng là tốt thật. Tu luyện giống như chơi vậy. Diệp Huyên dẫn theo cổ đến trong tinh không, quay đầu ngó ra sau rồi chém ra một kiếm. Vèo. Thời không ở mấy vạn dặm đằng xa trực tiếp nứt toạc, một bóng người ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Ngươi. Linh hồn kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên lạnh lùng liếc gã, pháp giới ở đâu? Chỉ cái hướng đi. Linh hồn nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên quát, Diệp Huyên. Ngươi vi phạm luật lệ, ngươi có biết mình phạm. Diệp Huyên vung tay, đừng nói nhảm nữa. Chỉ cái hướng đi. Bấy giờ, bút đại đạo bỗng nói, bên phải. Bên phải. Diệp Huyên quay đầu ngó rồi hỏi, chỗ nào bên phải? Bút đại đạo câm nín một lúc mới nói, đại ca, không có thực lực đó thì đừng có ra vẻ như vậy được không? Diệp Huyên đen mặt, huynh cảm thấy ta không thể diệt pháp giới. Bút đại đạo trầm giọng nói, bên phải, còn phải hỏi ta cụ thể ở đâu? Cậu chưa thể liếc mắt một cái nhìn xuyên chư thiên vũ trụ còn muốn một kiếm diệt pháp giới. Ta cảm thấy đau trứng dùm luôn. Mặt Diệp Huyên đen y như đít nồi, đang định nói chuyện thì linh hồn kia bỗng cả giận, thả ta ra. Diệp Huyên sửng sốt, nhìn linh hồn kia hỏi, người dựa vào cái gì mà lớn lối như thế? Linh hồn trầm giọng nói, ta là pháp giới. Nếu ta mà bị gì? Diệp Huyên tức giận bảo, pháp giới. Trâu bò lắm hả? Ngươi chỉ cái hướng, ta lập tức diệt nó cho ngươi xem. Linh hồn liếc Diệp Huyên nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyên nghe vậy sửng sốt. Linh hồn lại nói, đi nào, ta dẫn ngươi đến đó. Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi, ngươi không sợ pháp giới các ngươi bị diệt hả? Linh hồn lắc đầu, không sợ, ngươi có đi không? Diệp Huyên im lặng. Linh hồn châm chọc, chẳng phải không sợ à? Diệp Huyên cười, ta sợ, đúng là buồn cười. Hắn nói xong bèn ngó cổ nói, chúng ta đến pháp giới dạo đi. Cổ cười, vậy ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, linh hồn kia bỗng nói, đi thôi. Gã nói xong bèn xoay người bước đi. Diệp Huyên chần chờ rồi cũng đi theo. Mẹ nó, mình đã tu luyện ra cổ chiến thể, huyết mạch cũng mạnh lên, trên đời vô địch thì sợ ai. Một lát sau, Diệp Huyên đã đi tới một mảnh tinh không vắng lặng dưới sự dẫn dắt của linh hồn kia. Trong vùng tinh không lạnh lẽo này dựng đứng một tấm bia đá khổng lồ. Nó cao tới vạn trượng, chính giữa khắc hai chữ pháp giới to oành. Đến rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua tấm bia đá kia rồi hỏi, đây là pháp giới à? Linh hồn liếc Diệp Huyên, kiêu ngạo nói, chẳng phải ngươi muốn tiêu diệt pháp giới sao? Nào, biểu diễn đi. Diệp Huyên ngó gã hỏi, có phải là ngươi hơi bị kiêu ngạo rồi không? Linh hồn lạnh lùng nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Giờ ta đã đưa ngươi đến pháp giới. Chẳng phải ngươi muốn tiêu diệt pháp giới sao? Nào, muốn làm thì nhanh lên. Diệp Huyên cười, pháp giới à, nay ta diệt chắc rồi. Hắn nói xong bèn mở tay ra, kiếm thanh huyên chợt phóng ra. Ngay khi kiếm thanh huyên bay đến trên không pháp giới, cả bầu trời chợt run lên. Sau đó, một luồng kiếm thế khủng bố chợt đổ ập xuống. Song đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện dưới kiếm thanh huyên, mở tay ra, một chùm sáng khủng bố chợt phóng lên cao. Kiếm thanh huyên vốn đang bổ xuống thoáng chốc bị chùm sáng đó ngăn lại. Trong mắt ông lão toát ra vẻ giận dữ, nhìn về phía Diệp Huyên quát, diệt pháp giới ta. Nhóc con, lớn lối đấy. Ông ta nói xong bèn vung tay lên, một ký hiệu thần bí màu vàng chợt xuất hiện. Ký hiệu màu vàng ấy bỗng dưng hóa thành một dòng thác ký hiệu đổ ập về phía Diệp Huyên. Đằng xa, Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh huyên trở về trong tay, sau đó hắn chém mạnh xuống. Dòng thác ký hiệu kia thoáng chốc tan thành mây khói. Ông lão thấy vậy híp mắt, chợt siết chặt tay phải, một sợi xích màu vàng bèn xuất hiện trong tay. Tiếp theo, ông ta quất mạnh về phía trước. Vèo. Thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng nứt ra, sợi xích kia chợt đâm ra, sức mạnh khủng bố đến nỗi khiến không gian xung quanh Diệp Huyên mai một. Mặt mày Diệp Huyên vẫn hết sức bình tĩnh, lại giơ kiếm chém xuống. Vèo. Sợi xích kia trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyên bổ nát. Ông lão thấy thế thì sửng sốt. Bấy giờ,
Diệp Huyên bỗng biến mất, con người ông lão co rút lại, điên cuồng rút lui nhưng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn. Ngay sau đó, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua trán ông ta. Cơ thể ông lão lập tức cứng đờ. Song lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện một luồng khí thế cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên lạnh lùng liếc xung quanh rồi mở tay ra, kiếm Thanh Huyên trực tiếp hấp thu linh hồn ông lão. Kế tiếp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm. Một cột máu từ trong người hắn bắn thẳng lên mây xanh. Huyết mạch chi lực. Sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng run mạnh. Cùng lúc đó, nó chợt trở nên đỏ như máu. Diệp Huyên cúi đầu nhìn bên dưới, trong mắt toát ra vẻ dữ tợn. Hắn trở tay, kiếm Thanh Huyên đã bổ thẳng xuống. Ầm. Thoáng chốc, cả pháp giới trực tiếp sôi trào. Bên trong kiếm Thanh Huyên không những có kiếm ý nhân gian còn có huyết mạch chi lực của hắn. Ngoài ra, còn có thêm lực lượng cổ thần. Một kiếm này chém xuống, kết giới của pháp giới hoàn toàn không chịu nổi, bắt đầu vỡ thành từng mảnh. Giờ đây, Diệp Huyên lại đè mạnh xuống. Kiếm Thanh Huyên bổ thẳng xuống. Cả pháp giới như bốc cháy. Song đúng lúc này, kiếm Thanh Huyên bỗng dưng ngừng lại vì bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy. Hai ngón tay kia khẽ dừng sức. Ầm. Toàn bộ lực lượng trong kiếm Thanh Huyên bỗng dưng bị nghiền nát. Mời các bạn đón đọc bộ truyện đồng tác giả Hậu Duệ Kiếm Thần. Diệp Huyên nhìn về phía xa, có một cô gái đang đứng trước kiếm Thanh Huyên. Cô gái mặc một chiếc áo bào trắng đơn giản, tóc dài xõa vai, chắp tay trái sau lưng, tay phải kẹp lấy kiếm Thanh Huyên. Ở giữa trán nàng ta có một ký hiệu thần bí màu đỏ. Diệp Huyên nhìn cô gái, khỏi phải nói cũng biết nàng ta chính là pháp thần của pháp giới. Đối phương có thể kẹp lấy kiếm của hắn một cách dễ dàng như vậy hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp trên cả cảnh giới nhân gian. Cảnh giới phía trên nhân gian. Mặt mày Diệp Huyên thoáng chốc tối sầm. Cô gái áo bào trắng liếc Diệp Huyên, ngón tay ngọc ngà khẽ búng. Ong. Kiếm Thanh Huyên chấn động, sau đó bay ngược về. Đằng xa, Diệp Huyên híp mắt. Vươn tay phải chộp lấy nó. Ầm. Kiếm Thanh Huyên vừa rơi vào tay, cả người Diệp Huyên lập tức run lên rồi lùi lại cả vạn trượng. Mà thời không sau lưng hắn lại trực tiếp bị xóa sổ. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, tay phải hắn không nhịn được run rẩy. Nếu không phải Diệp Huyên đã luyện được cổ chiến thể thì một đòn kia cũng đủ để giết chết hắn. Đằng xa, cô gái áo bào trắng liếc Diệp Huyên rồi nhìn về phía cổ đang đứng bên cạnh cổ. Cổ cười. Hóa ra là ngươi. Cô gái áo bào trắng bình tĩnh hỏi, có thể thoát ra đã là may mắn lắm rồi, tại sao không tuân thủ luật lệ? Cổ chớp chớp mắt nói, hồi đó, khi ngươi ở bên cạnh chủ nhân bút đại đạo thì vẫn chỉ là một cô nhóc, giờ cũng trưởng thành gớm. Cô gái áo bào trắng lạnh lùng liếc cổ, nếu ta là ngươi, ta sẽ cụp đuôi làm người. Cổ khinh bỉ nói, dạy đời ta à, ngươi là cái thá gì vậy? Nàng ta vừa dứt lời đã biến mất tại chỗ. Ầm. Thời không trên đầu cô gái áo bào trắng bỗng nứt ra, một cây búa bổ thẳng xuống. Đùng. Một búa đập xuống, cả pháp giới lập tức vỡ tan tành. Vô số pháp tắc đều nhanh chóng lùi lại. Diệp Huyên cũng bị một sức mạnh khủng bố chấn đến liên tục lùi ra sau. Có điều may mà hắn là cổ chiến thể nên cơ thể đã trực tiếp chặn lại được sóng xung kích của sức mạnh kia. Xong, pháp tắc xung quanh lại không may mắn như vậy. Khi sức mạnh kia khuếch tán ra xung quanh, một vài pháp tắc không trốn kịp đã lập tức bị xóa sổ. Chỉ mới là sóng xung kích đã khủng bố đến mức đó. Đằng xa, trong mắt cô gái áo bào trắng lóe lên vẻ tàn nhẫn, mở tay ra, một cái pháp ấn bỗng phóng lên cao. Cứng đối cứng. Ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ pháp giới trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, giữa hai người không ngừng khuếch tán ra từng luồng sức mạnh khủng bố. Giờ phút này, trăm vạn tinh vực cũng bắt đầu nổ thành mảnh nhỏ. Bên kia, Diệp Huyên nhìn hai người ở phía xa với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Cảnh giới phía trên nhân gian. Hắn không ngờ, cao thủ có cảnh giới trên nhân gian lại khủng bố đến mức này. Vô địch dưới nhân gian. Cũng chẳng làm được cái mẹ gì. So với cao thủ phía trên cảnh giới nhân gian thì quả thật y như là trên trời dưới đất.
nếu không phải đã tu luyện thành cổ chiến thể thì ngay cả làn sóng xung kích của hai người hắn cũng chẳng chịu nổi. Diệp Huyên nghĩ vậy thì trong lòng không khỏi tức giận văng tục. Mẹ nó, tu luyện lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể lên mặt một phen, nhưng hắn lại phát hiện mình vẫn yếu như sên. Đúng là ức chế mà. Khi nào mới có thể vô địch đây? Mẹ nó đúng đau trứng mà. Đằng xa, Cổ và cô gái áo bảo trắng kia cách không nhìn nhau. Cổ cầm một cái búa, cười nhạt, mặt mày thong dong. Mà cô gái áo bảo trắng đối diện Cổ lại lộ ra vẻ mặt hơi hơi nghiêm trọng. Cổ bỗng cười nói, ta phải công nhận là chủ nhân ngươi rất trâu bò. Nhưng, ngươi lại là cái thá gì, mà cũng xứng lên mặt trước mặt ta. Nàng ta nói xong chợt biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt cô gái áo bảo trắng bỗng rách toạc. Ầm. Một cây búa phá không bay ra. Cô gái áo bảo trắng híp mắt, hai tay kết ấn, một tấm khiên ký hiệu khổng lồ bỗng xuất hiện trên đầu nàng ta. Oanh. Một búa đập xuống, tấm khiên kia lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó, cô gái áo bảo trắng cũng dứt khoát lùi lại mấy vạn trượng. Song lúc này, Cổ ở đằng xa bỗng mở tay ra, cây búa kia lại xuất hiện trong tay, cong môi cười khẩy, thứ rác rưởi gì vậy? Nàng ta nói xong lại lắc mình biến mất khỏi tại chỗ, sau đó cầm búa đập mạnh về phía cô gái áo bảo trắng. Xoẹt. Một búa đó trực tiếp khiến toàn bộ tinh vực tĩnh lặng chia năm xẻ bảy. Đằng xa, sắc mặt cô gái áo bảo trắng lập tức thay đổi, hai tay vội kết ấn, đất trời bỗng xuất hiện vô số pháp văn đại đạo thần bí. Khi chúng xuất hiện thì xung quanh lại hiện lên vô số ánh vàng. Ầm. Cả tinh vực tĩnh lặng bỗng bốc cháy. Thoáng chốc biến thành một cái biển lửa. Ầm. Một tiếng nổ khủng bố chợt vang lên. Vô số ánh vàng giống như một tấm kính bị búa đập vào, lập tức vỡ vụn rồi biến mất. Ầm. Cô gái áo bào trắng lại lùi ra sau hơn 10 vạn trượng. Hoàn toàn bị đè cổ đánh. Cổ lại không có ra tay tiếp, liếc cô gái áo bào trắng một cái rồi cười hỏi, giờ biết mình là thứ gì chưa? Cô gái áo bảo trắng lau vết máu nơi khóe miệng đi, nhìn Cổ nói, không hổ là người đứng đầu thời cổ đại. Cổ cười khẩy một tiếng rồi lùi về bên cạnh Diệp Huyên, ngó hắn hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu. Cổ cười, cổ chiến thể không tệ đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cổ thấy cảm xúc của Diệp Huyên hơi ủ rũ thì cười nói, giờ ngươi đã rất lợi hại rồi. Như pháp giới này. Ngoài người phụ nữ kia ra thì những người còn lại hoàn toàn không đỡ nổi hai kiếm của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, còn chưa đủ. Cổ chớp mắt nói, vậy cố gắng thăng cấp đi. Diệp Huyên gật đầu. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng đằng xa bỗng biến mất nơi cuối tinh không. Cùng lúc đó, những pháp tắc xung quanh cũng biến mất theo. Đều đi hết. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì cau mày. Cổ bỗng nói, trong thời gian ngắn. Chắc hẳn họ sẽ không dám đến gây rắc rối cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, suy cho cùng cũng là một tai họa ngầm. Hắn không sợ họ đến gây rắc rối cho mình, nhưng lại sợ đám pháp tắc đó đến gây chuyện với thư viện quan huyên. Cổ bỗng hỏi, ngươi muốn tăng thực lực lên lắm đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cổ cười bảo, vậy đi hoang cổ chiến giới đi. Diệp Huyên cau mày hỏi, hoang cổ chiến giới? Cổ gật đầu, một nơi vô cùng đặc biệt, ở đó có một cái bảng hoang cổ. Nếu ngươi muốn tăng lên sức chiến đấu thì có thể đi tranh thứ hạng trên bảng. Diệp Huyên trần chờ rồi hỏi, đều là cảnh giới dưới nhân gian hả? Cổ cười, cảnh giới cao hơn nhân gian cũng có rất nhiều. Diệp Huyên im lặng. Cổ lại nói, giống như lời của chủ nhân bút đại đạo đó, ngươi quả thật có thể đi mở mang tầm mắt. Mảnh vũ trụ này hơn xa tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Diệp Huyên lắc đầu cười. Cổ nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Đi xem thử cái vòng luẩn quẩn này đi, đi nào. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Bên trong đường hầm thời không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, rồi như nhớ ra gì đó bỗng mở miệng hỏi, chẳng phải ngươi từng nói chỉ có người từng thành lập trật tự mới được coi như trật tự cảnh sao? Vậy pháp thần kia là gì? Cổ đáp. Trên dưới nhân gian còn có một cái nhân gian cảnh, nàng ta xem như nhân gian cảnh. Thực ra, nàng ta cũng được coi là bán bộ trật tự.
bởi vì nàng ta nhờ vào thế lực của chủ nhân bút đại đạo đã bắt đầu thành lập trật tự của riêng mình. Đương nhiên, trật tự cũng chia lớn nhỏ, cái loại như nàng ta, dù thành công cũng chỉ có thể coi là tiểu trật tự cảnh. Cũng giống như trật tự trong phạm vi nhỏ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nói xong ngó cổ hỏi, người có thể nói cho ta biết, vũ trụ này lớn như thế nào không? Cổ chớp mắt hỏi, người chắc không? Diệp Huyên cười khổ, sẽ không đả kích ta chứ? Cổ gật đầu, có lẽ sẽ đó. Diệp Huyên nói, ta chuẩn bị xong rồi. Cổ cười, vũ trụ tứ phương. Diệp Huyên cau mày, vũ trụ tứ phương. Cổ gật đầu, trước mắt vũ trụ lớn nhất đã được biết đến chính là vũ trụ tứ phương. Mà chúng ta cũng đang sinh sống trong mảnh vũ trụ này. Chỗ ban nãy thuộc phía nam, tương đương nam tinh vực. Ở đây, từng có một thế lực mạnh nhất chính là Cổ Tông. Còn ta từng là tông chủ Cổ Tông, sau này lại bị chủ nhân bút đại đạo tiêu diệt. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, ngươi từng thống nhất toàn bộ tinh vực nam, còn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Cổ gật đầu. Diệp Huyên nhìn cổ hỏi, nhưng toàn bộ vũ trụ tứ phương còn có 3 cái tinh vực khác. Cổ lại nói chính xác hơn là có 4, còn một cái nguyên vũ trụ nữa. Đó là trung tâm vũ trụ tứ phương. Ở nơi đó, có một thế lực siêu cấp tên là Nguyên Đế Quốc. Nàng ta nói đến đây bèn lắc đầu cười, hồi đó, ta còn muốn chinh chiến vũ trụ. Tiếc là, vừa ra đời đã xui xẻo ngỏm trước. Diệp Huyên liếc cổ hỏi, nếu như không có chủ nhân bút đại đạo thì ngươi sẽ có mấy phần thắng khi đánh tới nguyên vũ trụ. Cổ lắc đầu, hồi đó còn cực kỳ tự tin, nhưng giờ nhìn lại thì chắc chẳng có bao nhiêu phần thắng. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Cổ cười đáp, ta không có năng lực quét ngang toàn bộ Nguyên Đế Quốc. Cũng có thể nói, ta cần phải dựa vào đồng đội của mình, nhưng họ. Nàng ta nói xong bèn lắc đầu thở dài. Diệp Huyên. Cổ ngẩng đầu nhìn phía xa, nhỏ giọng nói, trước khi gặp muội muội ngươi, ta còn nghĩ tu luyện lại rồi phấn đấu trở lại. Nhưng giờ. Nàng dứt lời lại lắc đầu, không thành lập trật tự đã sắp vô địch. Đại đạo trên đời có rất nhiều con đường, không nhất thiết phải đâm đầu vào một ngõ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lúc này, cổ lại nói, hơn nữa, hồi đó nguyên vũ trụ khôn ngoan hơn ta rất nhiều. Khi đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, Nguyên Đế Quốc kia chọn cách thần phục nên giờ họ đã càng ngày càng mạnh. Diệp Huyên hỏi, thần phục chủ nhân bút đại đạo, nghe theo trật tự của y. Cổ gật đầu, đúng vậy. Họ không chọn cách chống lại. Đây đúng là rất thông minh, nếu chọn cách chống lại, với thực lực của tên kia, e rằng Nguyên Đế Quốc cũng sẽ biến mất khỏi trên đời. Diệp Huyên nhìn cổ hỏi, thực lực của chủ nhân bút đại đạo mạnh như thế nào? Cổ cười, người cảm thấy ta thế nào? Diệp Huyên đáp, rất mạnh. Cổ gật đầu, ta chỉ thành lập trật tự ở tinh vực Nam. Còn chủ nhân bút đại đạo, toàn bộ vũ trụ tứ phương đều là trật tự của y. Chẳng những vậy. Trật tự bên ngoài vũ trụ tứ phương cũng do y thành lập. Nàng ta nói xong bèn cười, biết tại sao giờ y vẫn mặc kệ ngươi không? Vì ở trong mắt y, trật tự kia thật sự giống như trò trẻ con. Y hoàn toàn không coi ngươi là cái đinh gì. Diệp Huyên nặng nề nói, tên khốn chó chết ấy, để ta gọi muội muội của ta đến đánh chết y. Cổ, muội muội. Cổ nghe thấy lời Diệp Huyên nói, không khỏi lắc đầu cười, nhưng rất nhanh. Nụ cười này biến thành vẻ nghiêm túc. Muội muội của Diệp Huyên có thể đánh chết chủ nhân bút đại đạo không? Có thể không, nghĩ đến đây, sắc mặt cổ càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước nàng ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, nàng ta cảm thấy, có lẽ có thể. Ngày đó chủ nhân bút đại đạo xuất hiện cũng không phải bản thể, mà là một phân thân. Đến là phân thân, như vậy vấn đề đến rồi. Là bản thể không thể đến. Hay là không dám đến? Với thái độ của cô gái váy trắng đối với chủ nhân bút đại đạo, rất hiển nhiên, cô gái váy trắng căn bản không có thèm để chủ nhân bút đại đạo vào mắt. Nói cách khác, bản thể chủ nhân bút đại đạo là không dám đến, mà không phải không thể đến. Vì sao không dám đến? Rất rõ ràng, đến, có thể sẽ chết. Thứ hai, Diệp Huyên rõ ràng là tạo phản. Nhưng mà... chủ nhân bút đại đạo lại vẫn có thể tha thứ cho Diệp Huyên một cách dễ dàng. Là tiếc nhân tài, hay là không dám giết? Hiển nhiên, là vế sau.
vì sao không dám giết, sợ cô gái váy trắng. Kết luận, chủ nhân bút đại đạo đánh không lại cô gái váy trắng. Nghĩ vậy, cổ không khỏi nhìn thật sâu vào Diệp Huyên. Thực lực của cô gái váy trắng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, nàng ta không biết, nhưng, nàng ta biết thực lực của chủ nhân bút đại đạo. Có thể nói, trong trật tự hiện có, chủ nhân bút đại đạo chính là vô địch. Mà muội muội của Diệp Huyên còn có thể giết y, thực lực của muội muội Diệp Huyên rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Không thể tưởng tượng. Vẻ mặt cổ phức tạp, trong lòng thở dài, xem ra, về sau nàng ta vẫn là yên tâm làm một người tốt đi. Những ngày tháng một mình phấn đấu, thật sự quá mệt mỏi rồi. Tìm người đàn ông tốt để dựa vào thôi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, lần này chúng ta đi hoang cổ chiến giới. Cổ thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói một chút về hoang cổ chiến giới này đi. Cổ gật đầu, hoang cổ chiến giới này chính là một chiến trường, mọi người ở ngũ đại tinh vực đều rèn luyện ở nơi này, mà những người dám đến đó, cũng đều là những người có tài năng thiên phú, con cưng của trời. Nói xong, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên, khi ta còn trẻ, cũng từng đến nơi đó, hơn nữa là người đứng nhất bảng hoang cổ đợt đầu. Diệp Huyên cười nói, cô cảm thấy ta thế nào? Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói thêm một câu, trong số những người cùng tuổi. Cổ suy nghĩ, sau đó nói, miễn cưỡng cũng được. Sắc mặt Diệp Huyên nhất thời tối đen. Cổ cười nói, ta không cố tình đánh giá thấp ngươi. Đợi ngươi tới chỗ kia, sẽ biết thiên tài yêu nghiệt ở đó khủng bố đến mức nào. Không chỉ có thiên tài yêu nghiệt của ngũ đại tinh vực, còn có cả của đạo môn. Chủ nhân bút đại đạo tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt trong toàn vũ trụ, sau đó tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng dốc sức phục vụ y. Thực lực của những thiên tài này đều rất giỏi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chính là người thiên mệnh trong truyền thuyết đấy à? Cổ gật đầu, xem như là người thiên mệnh, nhưng mà, người thiên mệnh có thể có rất nhiều người. Diệp Huyên lắc đầu, người thiên mệnh không còn đáng tiền nữa rồi. Cổ cười nói, cũng không thể nói như vậy. Cái người thiên mệnh lúc trước kia rất mạnh. Diệp Huyên nói, vô biên chủ. Cổ gật đầu, người này hẳn là cũng thuộc loại vô địch ở thời đại của y. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, người cũng không tồi. Diệp Huyên trợn mắt cổ, khi lần đầu gặp mặt, cô còn nói người thiên mệnh thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Cổ quay đầu, ta chưa từng nói vậy. Diệp Huyên cạn lời. Cổ cười nói, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Huyên nói, cô có kẻ thù ở bên đó không? Cổ gật đầu, có. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Cổ cười nói, đừng sợ, kẻ thù của ta đa số đều là bại tướng dưới tay ta. Diệp Huyên cười nói, cô nương năm đó, hẳn là rất nở mày nở mặt. Cổ cười nói, đều là chuyện trước đây rồi. Khiêm tốn, khiêm tốn. Diệp Huyên cười ha ha. Đúng lúc này, cuối đường hầm thời không đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên tay cầm trường thương. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và cổ, người tới là ai? Diệp Huyên nhìn về phía cổ cười nói cổ. Người đàn ông trung niên nhíu mày, chưa từng nghe qua. Cổ phất tay áo. Một bàn tay vô hình trực tiếp nắm lấy cổ người đàn ông trung niên, sau đó nhấc hắn ta lên. Cổ nhìn người đàn ông trung niên mặt đầy hoảng sợ kia, người đàn ông trung niên vội vàng nói, nghe qua. Nghe qua, hóa ra là cô nương, vừa rồi tại hạ nhất thời không nhớ ra, mong cô nương thứ lỗi. Cổ cười nói, ta là ai? Người đàn ông trung niên chần chừ một lát, sau đó nói, cô nương. Cổ lắc đầu cười. Người đàn ông trung niên run giọng nói, đại lão, ta chỉ là một gác cổng. Chức trách của ta là không để người khác tùy tiện vào hoang cổ chiến giới. Là ta có mắt không nhìn ra đại lão, xúc phạm đến đại lão, ta nhận tội với đại lão. Cổ cười cười, sau đó buông lỏng tay phải, chúng ta muốn vào trong dạo quanh, không làm khó ngươi chứ. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, không khó xử. Không khó xử, mời hai vị, cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi thi. Diệp Huyên gật đầu, mà khi đi qua người đàn ông trung niên. Hắn quay đầu nhìn về phía hắn ta, ngươi là thiên đạo cảnh. Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu, đúng vậy.
Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đi theo Cổ Hướng về phía xa. Hai người đi rồi, người đàn ông trung niên lập tức ngồi gục xuống. Lại có đại lão đến rồi. Không thể không nói, làm gác cổng ở đây, béo bở, nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Bởi vì ngươi không biết khi nào thì sẽ chọc phải một vị đại lão. Mà sự sống chết của ngươi chỉ trong một ý niệm của đại lão. Nghĩ vậy, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn bóng dáng của Diệp Huyên và Cổ ở xa xa, kiên định nói ta cũng sẽ trở thành đại lão. Xa xa, Diệp Huyên và Cổ xuất hiện ở trên một đài truyền tống. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này hắn và Cổ ở trên một đồng bằng, trên đồng bằng vô biên vô giới này chi chít các truyền tống trận. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Cổ cười nói, mặc dù nơi này không phồn hoa bằng đế quốc nguyên, nhưng nơi này quả thật là nơi thí luyện tốt nhất. Phàm là những gia tộc có chút thực lực đều sẽ phái con cháu trong tộc của bọn họ đến đây rèn luyện. Mà những người đi ra từ nơi này, thường là đều sống không tệ. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Cổ, ta muốn đạt đến nhân gian cảnh. Cổ mỉm cười, không vội được, sở dĩ ta đưa ngươi đến đây, là muốn để ngươi nhìn thấy những thiên tài và yêu nghiệt thật sự. Ngươi của hiện tại, huyết mạch rất mạnh, kiếm đạo cũng không tệ lắm, còn có cổ chiến thể, trong cùng cấp bậc khẳng định là ít có đối thủ. Nhưng, điều này không có nghĩa là ngươi không có đối thủ. Bởi vậy, ngươi cần đối thủ luyện tập với ngươi, nói một cách chuẩn xác, ngươi cần thất bại, chỉ có thất bại, mới có thể đủ cho ngươi tìm được chính ngươi đích không đủ, chỉ có thất bại, mới có thể khiến cho ngươi biết bản thân cần làm sao để cải thiện. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu ý của cô. Cổ gật đầu, đi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Mà đúng lúc này, truyền tống trận ở cách hai người không xa đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ chậm chậm bước ra, sau khi người đàn ông vạm vỡ đi ra, hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Cổ, nhíu mày. Diệp Huyên mỉm cười, chào hỏi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trông ta buồn cười lắm à. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ, Cổ cười nói, có những người chính là ngứa đòn, người đánh hắn ta một trận, hắn ta sẽ nói chuyện bình thường. Diệp Huyên. Nghe thấy Cổ nói, người đàn ông vạm vỡ quay đầu nhìn về phía Cổ, đánh ta một trận. Cổ cười nói, làm sao? Người đàn ông vạm vỡ chỉ vào chính mình, cầu đánh. Cổ đột nhiên vung tay tát một cái. Ba. Một tiếng tát thanh thúy chợt vang vọng. Ầm. Thân thể người đàn ông vạm vỡ nổ tung tại chỗ, chỉ còn linh hồn. Người đàn ông vạm vỡ ngây người tại chỗ, như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Thân thể mất rồi. Người đàn ông vạm vỡ có chút hỗn độn. Cổ nhìn thoáng qua người đàn ông vạm vỡ, cười nói, loại yêu cầu đặc biệt này của ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Người đàn ông vạm vỡ run giọng nói, ngươi là ai? Cổ cười nói, còn muốn cầu bị đánh nữa không? Biểu cảm của người đàn ông vạm vỡ cứng đờ. Cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cổ dẫn theo Diệp Huyên đi về phía xa, chỉ chốc lát, hai người đã biến mất ở xa xa. Phía sau, người đàn ông vạm vỡ vẫn còn chút ngơ ngác. Rất lâu sau đó, người đàn ông vạm vỡ vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó chữa trị thân thể. Sau một hồi, thân thể người đàn ông vạm vỡ khôi phục lại, mà đúng lúc này, truyền tống trận ở cách đó không xa đột nhiên rung động, ngay sau đó, ba người đi ra. Một người trong số đó còn là hòa thượng. Người đàn ông vạm vỡ nhìn về phía ba người đi ra, nhíu mày. Hòa thượng nhìn thoáng qua bốn phía, tò mò nói, Vô Biên, đây chính là hoang cổ chiến giới trong truyền thuyết sao? Vô Biên chủ khẽ gật đầu, đúng vậy. Tăng Vô cười nói, nơi này rất nhiều cường giả. Vô Biên chủ lạnh nhạt nói, rất nhiều. Tăng Vô khẽ gật đầu, có thể mở mang tầm nhìn rồi. Không thể không nói, từ sau khi bọn họ đi theo Vô Biên chủ, bọn họ thật sự là mở rộng tầm mắt. Hóa ra vũ trụ lớn như vậy. Vô Biên chủ đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đi về phía xa, mà lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vạm vỡ. Ông ta nhìn người đàn ông vạm vỡ, hơi hơi ngẩn người, sau đó nhíu mày, hơi thở lực lượng này.
ông ta cảm nhận thấy một chút hơi thở mạnh mẽ quen thuộc trên người người đàn ông vạm vỡ. Tăng Vô đi đến bên cạnh Vô Biên chủ, hỏi, làm sao vậy? Vô Biên trầm lặng một lát, sau đó lắc đầu, cái thằng nhãi kia không phải cũng đến đây đấy chứ? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ kia. Mà đúng lúc này, người đàn ông vạm vỡ cau mày lại, hắn ta tức giận chỉ Vô Biên chủ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nghe vậy, Vô Biên chủ sửng sốt, kiêu ngạo như vậy sao? Người đàn ông vạm vỡ thấy Vô Biên chủ sửng sốt, lập tức càng thêm tự tin, lập tức nổi giận mắng, còn nhìn lão tử đánh cho ngươi đến mẹ cũng không nhận ra. Nói xong, hắn ta nắm chặt tay phải, một hơi thở khủng bố trực tiếp khóa chặt ba người Vô Biên chủ. Thiện nhân cảnh. Mà đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên tát một cái. Ba. Lại là một tiếng tát thanh thúy vang lên giữa sân. Ầm. Thân thể người đàn ông vạm vỡ trực tiếp vỡ vụn. Người đàn ông vạm vỡ hóa đá tại chỗ. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua người đàn ông vạm vỡ, mẹ kiếp. Vua dựa dẫm cũng không kiêu ngạo như ngươi, thật là. Tại chỗ, người đàn ông vạm vỡ khuôn mặt ngơ ngác. Thân thể vừa tu luyện ra lại mất rồi. Cái này gọi là gì? Tại chỗ, người đàn ông vạm vỡ trầm lặng một hồi, sau đó xoay người trở vào trong truyền tống trận. Hắn ta quyết định không đi rèn luyện nữa. Trước khi đến, hắn ta là yêu nghiệt đỉnh cấp của vũ trụ bọn hắn, vô địch trong cùng cấp bậc, vượt cấp giết người không có áp lực. Nhưng mà, sau khi đến đây, hắn ta phát hiện, hắn ta thật sự quá yếu quá yếu. Bất cứ ai cũng có thể giết hắn ta trong nháy mắt. Thế này còn rèn luyện thế nào? Vẫn là đi về trước phát dục một thời gian rồi lại đến thôi. Rất nhanh, người đàn ông vạm vỡ đã biến mất trong truyền tống trận. Cổ dẫn theo Diệp Huyên đến trước một nhà lầu cổ này có tổng cộng 3 tầng, cả tòa nhà đều vẽ phù văn màu đen, nhìn trông rất là quỷ dị. Diệp Huyên có chút tò mò, đây là... Cổ cười nói, dẫn người gặp một người bạn cũ. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào tòa nhà cổ, vừa mới vào nhà cổ, Diệp Huyên liền nhíu mày lại, trong tầng một này khắp nơi đều bày đầu của đủ loại yêu thú. Trong tầng, ánh sáng u ám, lộ ra một cảm giác kìm nén. Cổ trực tiếp dẫn theo Diệp Huyên đến trước cửa phòng tầng 3, nàng ta đẩy cửa ra, cửa vừa mở ra, ánh mặt trời kéo tới, nhất thời có chút chói mắt. Diệp Huyên nhìn vào trong phòng, ở bên giường có một cô gái ngồi đó, cô gái ngồi trên xe lăn, quần áo rất quái dị, một nửa đen, một nửa trắng, bởi vì nàng ta ngồi quay lưng với hai người, nên Diệp Huyên không nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng ta. Lúc này, cô gái đột nhiên nói cổ, người vậy mà vẫn có thể ra ngoài. Chúc mừng! Cổ đi đến bên cạnh cô gái, nàng ta nhìn đánh giá cô gái một lượt, cười nói, Alan, không ngờ tới ngươi vẫn còn sống. Ta khá bất ngờ đấy. Cô gái tên A Lan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mà giờ phút này, Diệp Huyên cũng đã nhìn thấy dung mạo của cô gái. Tuyệt mỹ. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Cô gái tên A Lan kia có ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào, đặc biệt cặp mắt kia, vô cùng to, còn có linh tính, giống như có thể nhìn thấy người khác vậy. A Lan cười nói, từng là người thiên mệnh. Cổ gật đầu, đúng vậy. Nói xong, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, có muốn xem tướng mệnh không? Xem tướng. Diệp Huyên sửng sốt. Cổ cười nói, đúng vậy. Ngươi có thể không biết, Alan của chúng ta ở sách toán chi đạo, thật sự là thiên hạ vô song, ta dám nói, vũ trụ tứ phương không bất kỳ một người nào có thể so sánh với nàng ta. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó đi đến trước mặt Alan, vậy xem cho ta đi. Cổ nhìn về phía Alan, Alan lại trầm lặng. Cổ vỗ nhẹ lên vai Alan, cười nói, nể mặt chút đi. Alan nhìn về phía Diệp Huyên, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta không tính được mệnh của vị tiểu bằng hữu này. Cổ hơi cau mày, không tính được. Alan gật đầu, ngươi không thể tưởng tượng được độ cứng rắn của mệnh hắn. Cổ híp mắt lại, cứng đến mức nào? Alan nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung. Cổ trầm lặng. Alan lại nói, công tử mệnh cứng rắn, nhưng thực lực bản thân lại rất yếu, rất hiển nhiên,
phía sau công tử hẳn là có cường giả tuyệt thế. Diệp Huyên gật đầu, có. A-Lan trầm lặng một lát, sau đó nói, công tử hẳn là có thể đi hiên ngang ở vũ trụ tứ phương này. Diệp Huyên lắc đầu cười. Lúc này, cổ cầm quyển sách cổ trên chân A-Lan lên, nàng ta nhìn qua, sau đó cười nói, A-Lan, người bây giờ cũng xem loại sách tu thân dưỡng tính này. A-Lan nhìn về phía cổ, lần này đến hoang cổ chiến trường làm gì? Cổ chỉ Diệp Huyên, cùng hắn rèn luyện. A-Lan nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử có tuyệt thế cao nhân ở phía sau, nhưng Diệp công tử lại muốn dựa vào chính mình, đáng tiếc là, có rất nhiều lúc Diệp công tử tự mình cũng rất bất lực, chỉ có thể dựa vào người phía sau ra mặt giúp đỡ giải quyết, có đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. A-Lan khẽ lắc đầu, đây là số mệnh, cậu có được, nhưng cậu không muốn dùng, mà người khác không có, lại liều mạng muốn có. Diệp Huyên cười nói, cô nương tin số mệnh. A-Lan mỉm cười, công tử không tin số mệnh. Diệp Huyên gật đầu. A-Lan lắc đầu cười, công tử có hơi nhầm rồi. Cậu không phải không tin số mệnh, mà là người phía sau cậu quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể nghịch thiên cải mệnh cho cậu. Nhưng thế gian này, không phải ai cũng có chỗ dựa vững chắc. Vận mệnh, thật sự làm cho người ta tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này, công tử là lĩnh hội được đâu. Diệp Huyên trầm lặng. A-Lan đột nhiên đẩy xe lăn đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, công tử, người chưa trải qua đại nạn đại khổ, chắc chắn không thể lĩnh hội vẻ đẹp của thế gian một cách chân chính. Cũng giống như trong thế tục, chỉ có người từng đói thật sự, mới có thể lĩnh hội được sự quý báu của một hạt gạo. Cậu không tin số mệnh, là bởi vì cậu chưa từng bị vận mệnh ngược đãi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cực khổ, ta cũng từng nếm qua. A-Lan lắc đầu, công tử, cái cậu gọi là khổ và nạn, đều là tiểu khổ tiểu nạn. Nói xong, nàng ta liếc nhìn cổ, cười nói, cổ đã bị nhốt bao lâu rồi. Thân thể và linh hồn chia lìa, đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở nơi một tấc vuông. Loại tuyệt vọng này, cậu đã bao giờ cảm nhận thấy chưa? Diệp Huyên trầm lặng. A-Lan lùi đến bên cửa sổ, nàng ta nhìn ra ngoài một cửa sổ, nhẹ giọng nói, công tử, ta cho cậu một kiến nghị. Yên tâm làm thế hệ thứ hai, tiêu dao cả đời, rất tốt. Diệp Huyên cười nói, cô là cảm thấy ta không thể làm thế hệ đầu. A-Lan nhìn về phía Diệp Huyên, cậu không có tâm của cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại. A-Lan lại nói, bởi vì cậu vẫn luôn có chỗ dựa nên không sợ. Bởi vậy, cậu vĩnh viễn sẽ không lâm vào cảnh tuyệt vọng thật sự, không lâm vào cảnh tuyệt vọng thật sự, tâm tình và tính cách cũng sẽ không phải có được sự đột phá thật sự. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô nương, vừa rồi cô nói mệnh, điểm bất đồng giữa chúng ta là, cô tin số mệnh, mà ta không tin số mệnh, sau đó cô liền nói một tràng với ta, vậy ta muốn hỏi là, có người tin vào số mệnh, có người hắn không tin số mệnh, điều này có vấn đề gì không? A-Lan nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên tiếp tục nói, ta cảm thấy được, làm người phải chân thực. Cô tin mệnh, là bởi vì cô từng tuyệt vọng, từng bất lực. Mà ta không tin số mệnh, như lời cô nói, ta quả thật chưa từng tuyệt vọng, nhưng mà, điều này là sai sao? Ta có tư cách không tin số mệnh, chẳng lẽ điều này có vấn đề gì sao? A-Lan trầm lặng một lúc lâu, sau đó nói, không có vấn đề. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lại nói, cô nói, ta không có tâm cường giả, bởi vì chỗ dựa của ta quá lớn mạnh, bởi vậy, ta chưa từng tuyệt vọng bao giờ. Ta muốn nói đó là, cô nương... Người nhà đã cho ta yêu thế này, vì sao ta lại phải từ bỏ yêu thế này? A-Lan nhìn Diệp Huyên, ta không hề nói cậu sai. Ta chỉ là kiến nghị, cậu có thể yên tâm làm thế hệ thứ hai. Diệp Huyên lắc đầu cười, cô bảo ta yên tâm làm thế hệ thứ hai, không phải chính là có ý khinh thường ta hay sao? Tuy rằng không rõ ràng như vậy, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Đương nhiên, ta cũng hiểu. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua quyển sách cổ trong tay A-Lan, sau đó cười nói, cô nương tinh thông thuật tính toán, cả đời xem tướng, mà bản thân bây giờ ngồi ở đây, hai chân không tiện, rất hiển nhiên, cô nương từng tuyệt vọng, từng bất đắc dĩ. Sau đó cô nương nhìn thấy ta, wow, người này thế nhưng có thể nghịch thiên cải mệnh, quan trọng nhất là, không phải tự mình nghịch thiên cải mệnh, mà là người khác giúp, ta nghĩ, lúc mới đầu trong lòng cô nương ít nhiều có chút bất công, đúng không? A-Lan nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì.
Diệp Huyên tiếp tục nói, ta có thể hiểu được, rất nhiều người quả thật không có thiện cảm đối với thế hệ thứ hai, bởi vì đều cho rằng, nếu không có cha của hắn, thì hắn là cái thá gì. Ta cũng từng như vậy. Khi ta ở Thanh Thành, tất cả đều là dựa vào chính mình dốc sức đạt được, ta cũng khinh thường những kẻ vừa ra đời đã có được tất cả. Nhưng là, có thể làm gì đây? Ai bảo cha của người ta lúc trước từng phấn đấu hết mình? Nói xong, hắn lắc đầu cười, đến sau này, ta cuối cùng đã sống thành loại người mà ta từng ghét nhất. Cha ta vô địch, muội muội ta vô địch, đại ca của ta cũng vô địch. Ta muốn người có người, muốn tiền có tiền. Cái loại cảm giác này, không thể không nói, thật ra rất sảng khoái, hắc hắc. Sắc mặt của A-Lan và cổ bắt đầu không đúng lắm. Diệp Huyên tiếp tục nói, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta có những tài nguyên này không dùng, cứ phải đi làm đệ đệ sao? Nói xong, hắn nhìn về phía A-Lan, nếu hiện tại có người có thể giải vây hoàn cảnh khó khăn của cô dựa hay là không dựa? A-Lan nhìn thấy Diệp Huyên, không có ai. Diệp Huyên chỉ chính mình, nếu ta có thể thì sao? A-Lan nhíu mày, cậu không thể. Cổ nói, hắn có thể. A-Lan nhìn về phía cổ khẽ gật đầu. A-Lan im lặng một lát, sau đó nói, công tử sẵn lòng giúp ta sao? Diệp Huyên nhìn thấy A-Lan, không phải cô tin mọi chuyện dựa vào bản thân sao? Cô tự mình tranh đấu với vận mệnh đi. A-Lan nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Một bên, cổ lắc đầu cười, Diệp công tử, người đừng tức giận. A-Lan không có ác ý đâu. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, chúng ta đi thôi. Cổ trần trừ một lát, sau đó gật đầu, được. Hôm nào lại đến chơi. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên rời đi. Trong phòng, A-Lan nhìn Diệp Huyên và cổ rời đi, trầm lặng không nói. Sau khi rời khỏi nhà lầu cổ đột nhiên nói, nàng ta đã trải qua rất nhiều. Trước đây nàng ta từng là quốc sư của đế quốc Nguyên, sau lại bởi vì một vài chuyện, xúc phạm chủ nhân bút đại đạo, sau đó bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn ở nơi này. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người giận rồi. Diệp Huyên cười nói, vừa đến đã bị người khác phủ định, người có tức không? Cổ gật đầu. Diệp Huyên lại nói, ta đã không thể thay đổi cái sự thực là thế hệ thứ hai này. Không dựa vào người nhà, như lời ngươi nói, nếu ta không dựa vào người trong nhà, có lẽ ta bây giờ đã bị chủ nhân bút đại đạo an bài. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngươi vừa mới nói, nàng ta xúc phạm chủ nhân bút đại đạo. Nàng ta đã phạm phải chuyện gì? Cổ nói, luôn rình thiên cơ, hơn nữa, nghĩ muốn cưỡng chế nghịch thiên cải mệnh. Rình thiên cơ thì được, nhưng nghịch thiên cải mệnh, vậy đồng nghĩa với phá hư trật tự của chủ nhân bút đại đạo rồi. Cho nên, nàng ta đã bị an bài. Diệp Huyên trầm giọng nói, các ngươi hẳn là đều biết, các ngươi không thể đánh thắng chủ nhân bút đại đạo, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn trêu chọc y? Cổ suy nghĩ, sau đó nói, số người mà muội ngươi từng giết, không ít đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cổ nói, bọn họ vì sao phải đi trêu chọc muội ngươi? Diệp Huyên sửng sốt. Cổ cười nói, có một vài người là không biết muội của ngươi mạnh, cho nên đi trêu chọc. Mà khi bọn hắn biết được, đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Cổ bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, phía trước chính là Hoang Cổ Thành. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, lấy vị trí thứ nhất. Diệp Huyên sửa sang lại vạt áo, cười nói, đó không phải chuyện đương nhiên sao. Kế tiếp cứ để ta giả bộ. Diệp Huyên nói đến đây thì khựng lại. Ra vẻ ư. Hay là thôi đừng. Dù sao cũng nên khiêm tốn chứ. Khiêm tốn thôi. Bản thân hắn không nhận ra khóe môi cổ đã nhếch lên như con cáo đang cười. Khi cổ dẫn hắn đến trước cổng Hoang Cổ Thành, họ bị lính canh chặn lại. Nàng ta nói với Diệp Huyên, 10 viên cổ tinh. 10 viên. Hắn gật đầu rồi vươn tay ra, đẩy 10 viên cổ tinh bay đến chỗ lính canh. Lính canh lại nhìn cả hai một lượt, nói, 20. 20 viên. Cổ nhíu mày, một hồi sau nói, nhiều năm qua rồi, có lẽ giá cũng tăng theo. Thấy nàng ta nhìn sang, Diệp Huyên lại lấy ra thêm 10 viên cổ tinh đưa cho lính canh.
thấy hắn ra tay hào phóng, tên lính nhất thời nảy lòng tham, ý ta là mỗi người 20 viên. 20 viên cho một người. Chân mày cổ nhíu càng sâu, chỉ vào bản thân, chẳng lẽ nhìn ta không giống cao thủ sao? Sắc mặt lính canh đanh lại, nơi này là hoang cổ thành, ai bước vào cũng phải tuân theo quy củ, bằng không giết không luận tội. Ánh mắt cổ lạnh đi. Chợt nghe Diệp Huyên lên tiếng, thôi, trả thì trả. Cổ nhìn sang, thấy hắn đưa thêm 20 viên cổ tinh cho lính ganh. Gã lính thu chúng vào, cười khẩy, ta biết các ngươi đều không phải hạng tầm thường ở vũ trụ của các ngươi, nhưng ta khuyên thật lòng, một khi đã đến hoang cổ thành rồi thì rồng cũng phải cuộn, hổ cũng phải nằm. Diệp Huyên cười đáp, đã hiểu. Sau đó kéo cổ vào trong. Vào thành rồi, nàng ta hỏi, người nhẫn nhịn như vậy làm gì? Diệp Huyên nhìn sang nơi xa, thấy ba bóng người đang chậm rãi đi đến. Chính là nhóm vô biên chủ. Diệp Huyên hỏi, cô thấy ba người kia không? Cổ nhìn sang, thấy, thì thế nào? Diệp Huyên cười, đợi một chút nữa là biết. Nhóm vô biên chủ đi đến cổng thành thì bị lính canh ngăn lại. Gã lính quan sát họ, tuy không nhìn ra cảnh giới của vô biên chủ nhưng lại có thể nhìn ra của tăng vô và thần minh. Hai người này đi theo vô biên chủ, nay cũng đã đạt đến vô đạo. Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng là gì ở nơi này. Thấy tăng vô và thần minh chỉ mới đến vô đạo, lính canh nhíu mày, sao yếu vậy? Huỵch tuệt ra luôn. Lời này khiến tăng vô cau mày, các hạ nói chuyện kiểu gì vậy? Lính canh liếc xéo, hòa thượng giặt một bọn bất hảo. Sắc mặt tăng vô xa sầm hẳn đi. Lính canh lại nói, bớt nhiều lời, mỗi người 30 viên cổ tinh, lẹ lên. Vô biên chủ lên tiếng, ta nhớ chỉ cần 10 viên là có thể đi vào, vì sao lại thành 30? Lính canh nhìn y, ta nói 30 là 30, có vấn đề gì không? Vô biên chủ, người có thể đứng ngang ngược như vậy được không? Gã lính lạnh lùng đốp chát, mỗi người 60 viên. 60. Vô biên chủ khẽ cau mày, người sao thế này? Lính canh tiếp tục, mỗi người 70 viên. Vô biên chủ bất ngờ vung tay lên. Chát. Cái tát này khiến thân xác lính canh hóa thành cát bụi, chỉ còn lại linh hồn. Gã ta ngây ra như phỗng. Một hồi sau mới căm tức chừng vô biên chủ, dám ra tay ở hoang cổ thành. Ngươi! Đoạn gã bóp nát một lá bùa truyền âm. Không lâu sau, đã có mấy luồng khí tức hùng hậu xuất hiện phía trên cổng thành. Nhưng vô biên chủ chỉ vung tay lên. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khổng lồ dâng lên, xóa sạch những khí tức kia trong nháy mắt. Lính canh hóa đá tại chỗ. Vô biên chủ nhìn linh hồn gã. Nói, Kháo Sơn Vương còn không phách lối như ngươi. Sau đó nhấc chân vào thành. Tăng vô nói với lính canh, A-di-đà Phật, ngươi cứ an lòng mà đi, ta sẽ siêu độ cho. Sau đó đấm ra. Linh hồn lính canh tiêu tan trong nháy mắt. Tăng vô thi lễ, A-di-đà Phật. Sau đó nhấc chân vào thành. Thần minh vội vã đuổi theo, hỏi, sao ông lại giết người ta? Tăng vô chỉ nhìn lại. Ta chỉ đang siêu độ thôi, hiểu không? Thần minh. Lúc này, vô biên chủ cũng đã nhìn thấy Diệp Huyên và cổ. Thấy y đi đến, Diệp Huyên cười nói, vô biên, lại gặp nhau rồi. Y chỉ nhàn nhạt hỏi lại, Kháo Sơn Vương ngươi đến đây để rèn luyện sao? Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Vô biên lắc đầu, không biết xấu hổ. Sau đó đi về hướng khác. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Tăng vô thì khẽ thi lễ, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười đáp, chào đại sư. Tăng vô cười, sau này gặp lại. Sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn theo họ rời đi mà chân mày dần nhíu lại. Hắn không ngờ vô biên chủ cũng sẽ đến hoang cổ chiến giới này. Cái người này, nơi nào cũng có mặt, chẳng khác gì dân du thủ du thực. Cổ cũng nhìn theo vô biên chủ đi xa. Sau mới cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cả hai rời đi. Sau đó, có một cô gái bất ngờ xuất hiện. Chính là pháp thần của pháp giới. Nàng ấy hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Huyên đang đi xa. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh, cũng nhìn về phía Diệp Huyên và cổ, cười hỏi, tôn giả pháp thần, kia chính là Kháo Sơn Vương Diệp Huyên sao?
Pháp Thần gật đầu. Người đàn ông, quá yếu, nhưng cô gái đi bên cạnh hắn lại rất mạnh, ta không nhìn ra sâu cạn thế nào. Pháp Thần nhàn nhạt cất tiếng, nàng ta chính là người đứng đầu thời đại viễn cổ cổ. Cổ. Cái tên này khiến đồng tử người đàn ông rụt lại, cả kinh thốt lên, nàng ta ư. Không phải đã bị giết hay giam giữ rồi sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Pháp Thần, việc này không quan trọng, quan trọng là Kháo Sơn Vương đang được nàng ta che chở. Người đàn ông hạ giọng, vậy thì e rằng muốn giết hắn không phải dễ. Pháp Thần nhìn ông ta, Kháo Sơn Vương đã đến đây thì chắc chắn sẽ lên lôi đài thể hiện, khi ấy sẽ phải chiến đấu công bằng. Cổ tuyệt đối sẽ không ra tay để tránh làm hỏng đạo tâm của hắn, khi ấy chính là thời cơ của chúng ta. Người đàn ông vẫn ra chiều lưỡng lự. Pháp Thần nheo mắt lại, sao? Ngươi không dám. Người đàn ông, có cổ ở đây, mọi chuyện đã vượt quá phạm vi ta có thể làm chủ. Ta phải trở về hỏi ý kiến nguyên chủ. Pháp Thần lạnh nhạt nói, vậy thì đi đi, nhớ nói cho gã, ân tình gã thiếu ta đã đến lúc trả rồi. Ân tình. Người đàn ông nhìn Pháp Thần một cái rồi mới rời đi. Pháp Thần nhắm mắt lại, chủ nhân, kẻ này từng vứt bỏ người, vì sao người không trực tiếp nhổ cỏ tận gốc? Phải chăng đang chờ chúng ta làm thay? Chủ nhân bút đại đạo. Cổ dẫn Diệp Huyên đi đến trung tâm tòa thành, nơi ấy có một đài tỷ võ khổng lồ, kích thước dài đến cả vạn trượng, bốn phía được giăng kết giới bí ẩn. Đã có vô số người tụ tập quanh nó. Bên cạnh đài tỷ võ là một tấm bia đá cao tận trăm trượng. Cổ chỉ vào nó, đây là chiến bảng hoang cổ, tổng cộng có 100 vị trí, ai vào được cũng là những thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyên nhìn nàng ta, được hạng nhất thì có thưởng gì không? Cổ cười, danh tiếng. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ thế thôi à? Cổ, ngươi có muốn thêm nhiều thiên tài yêu nghiệt gia nhập thư viện không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Cổ cười, được hạng nhất không chỉ có bản thân ngươi mà danh tiếng thư viện cũng sẽ lan truyền khắp vũ trụ trong nháy mắt, khi ấy sẽ thu hút rất nhiều người đến, còn có thể được các thế lực bí ẩn mời chào. Diệp Huyên tò mò, thế lực bí ẩn. Cổ nói, đạo môn. Đạo môn. Diệp Huyên hạ giọng, thế lực của chủ nhân bút đại đạo. Cổ gật đầu, đạo môn là thế lực mạnh nhất, có mặt ở khắp vũ trụ tứ phương. Pháp thần mà ngươi gặp trước kia thực chất chẳng là gì cả, thiện ác thần và đạo thần mới là những cường giả thực thụ. Đạo môn sẽ lựa chọn những thiên tài yêu nghiệt từ chiến bảng hoang cổ này, một khi gia nhập có thể nói là cá chép hóa rồng. Diệp Huyên nhìn nàng ta, nhìn ta giống như thèm gia nhập lắm chắc. Cổ im lặng. Diệp Huyên cười, năm ấy cô cũng từ chối đúng không? Cổ gật đầu. Diệp Huyên nhìn đài tỷ võ, cô từng rời khỏi vũ trụ tứ phương chưa? Cổ lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Cổ cười đáp, ta còn chưa vô địch được ở nơi này thì ra ngoài làm gì? Để tìm chết à? Diệp Huyên chỉ lắc đầu cười. Cổ bỗng nói, có một phương pháp tu luyện cổ xưa, người có muốn thử không? Diệp Huyên nhìn nàng ta, là phương pháp gì? Cổ cười, tu luyện trần trụi. Diệp Huyên sửng sốt, trần trụi. Cổ gật đầu, đây là một phương pháp tu hành thuần túy. Thuần túy là sao? Nghĩa là không cần bất kỳ ngoại vật nào, bao gồm huyết mạch chi lực lẫn thần khí. Diệp Huyên, ý cô là ta sẽ phải từ bỏ hết tất cả những sức mạnh bên ngoài. Cổ gật đầu, huyết mạch chi lực, kiếm và thần lực của ngươi đều tính là từ bên ngoài. Diệp Huyên, huyết mạch chi lực cũng vậy luôn. Cổ cười, không tính, nhưng ta đề nghị đừng dùng. Bởi vì nó gia tăng cho ngươi rất rất nhiều sức mạnh, bao gồm kiếm ý. Hai thứ này của ngươi thêm vào với nhau thì lại thành quá mức biến thái. Diệp Huyên im lặng. Cổ, cá nhân ta đề nghị ngươi có thể thử làm một kiếm tu thuần túy. Bởi vì bây giờ ngươi không phải kiếm tu, mà tu luyện rất lộn xộn, cái gì cũng biết, nhưng không cái nào thật sự am hiểu, thật sự làm đến cực hạn. Gặp người bình thường, ngươi chắc chắn vô địch, nhưng gặp phải cường giả chân chính cùng cấp, phần thắng của ngươi chẳng có bao nhiêu. Nàng ta thoáng dừng lại, còn một chút này, có thể ngươi sẽ không thích nghe, nhưng suốt thời gian vừa qua ngươi đã gian lận quá nhiều. Điều này khiến cho ngươi không thể lắng đọng sâu sắc, thiếu đi sự trưởng thành và điềm đạm. Thứ cho ta nói thẳng, ta thấy ngươi giống như một đứa thùng rỗng kêu to, thực lực không đến đâu nhưng thích khoe mẽ.
Diệp Huyên nhìn nàng ta, lúc cô ở thiên đạo cảnh có thắng được thiện ác cảnh không? Cổ gật đầu, được chứ? Diệp Huyên nín họng. Cổ lại nói, không những thế mà còn vượt ba cấp để giết thiện ác cảnh. Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, ta hiểu rồi. Sau đó xoay người đi về phía võ đài. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cổ, ta nhớ lúc ngươi ở thiên đạo cảnh làm gì vượt ba cấp thắng được thiện ác cảnh. Cổ tỉnh bơ, làm màu một chút thì phạm pháp à. Giọng nói kia im luôn. Kiếm tu thuần túy. Diệp Huyên đúng là có ý định thử nghiệm. Huyết mạch chi lực, sức mạnh chủ yếu của hắn đến từ dòng máu của cha, không phải do hắn tu luyện ra mà là trời sinh đã có. Còn kiếm ý nhân gian thì sao? Nó đến từ tín ngưỡng chi lực. Là tín ngưỡng của các học sinh và tín đồ đến từ vô số vũ trụ. Tuy cũng tính là sức mạnh của hắn nhưng lại không xuất xứ từ chính hắn. Chỉ có thể xem là ngoại lực. Còn thần lực này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cau mày. Không ổn. Nếu bỏ đi huyết mạch chi lực, kiếm ý nhân gian và thần lực thì hắn còn lại gì? Má nó. Mặt Diệp Huyên đen như đáy nồi. Hắn nhìn cổ, thấy nàng ta mỉm cười, ta tin ngươi sẽ làm được. Diệp Huyên do dự hỏi, cô thật sự từng vượt ba cấp giết trật tự cảnh sao? Cổ cười, ta tốt xấu gì cũng là người đứng đầu thời cổ đại, làm sao lại đi nói dối? Diệp Huyên thở dài, giữ thật, nhưng nếu bắt ta bỏ đi huyết mạch chi lực, kiếm ý nhân gian và thần lực thì ta chẳng còn gì hết. Cổ suy nghĩ một hồi, vẫn còn chiến thể mà, thân xác ngươi tự tu luyện ra không tính là ngoại lực. Diệp Huyên nghe vậy thì cười, phải ha, suýt nữa quên mất thân xác này. Cổ, vậy ngươi chiến đấu đi, mấy hôm nữa ta quay lại tìm. Diệp Huyên tò mò, cô định đi đâu? Cổ nhìn xung quanh một lượt, đi thăm một vài người bạn cũ trước kia, không biết họ có còn sống hay không. Diệp Huyên gật đầu, được. Rồi xoay gót đi về phía võ đại. Cổ cũng rời đi. Sau đó lại nghe giọng nói vang lên trong đầu, ngươi không sợ hắn bị đánh chết. Cổ điềm tĩnh đáp, Alan, ngươi cũng thấy số mệnh hắn, chẳng lẽ không biết mạng hắn dai cỡ nào. Alan im lặng. Cổ thở dài, trừ tự sát, ta thật sự không nghĩ ra cách nào có thể khiến hắn chết. Alan hạ giọng, ngươi thật sự không định báo thù. Cổ, trước kia đã đánh không lại. Nói chi bây giờ? Alan, thế này không giống với tính cách của ngươi. Cổ bình tĩnh đáp, ta đã không còn là cô gái sông sáo năm ấy nữa. Góc cạnh năm xưa phải mài đi, bằng không sẽ ăn đủ với sự tàn nhẫn của thế giới này. Alan, còn chuyện cổ tông, ngươi cũng cho qua. Cổ cười, cổ tông ư. Alan à, ta nghĩ ngươi nên đọc sách nhiều hơn để cho cái đầu thông minh lên đi. Alan. Cổ, ngươi tưởng ta mang hắn đến gặp ngươi là để khoe mẽ ư? Không, ta đang cứu ngươi đấy. Ta bảo ngươi xem bói cho hắn, ngươi không nói được câu nào nghe lọt tai sao? Chỉ cần làm cho hắn vui, ta lại khen ngươi thêm vài câu là phong ấn của ngươi sẽ được giải. Nhưng ngươi đã làm gì? Một hai cứ phải làm mình làm mẩy. Bây giờ thì hay rồi, ngươi làm hắn cáu thì cứ tiếp tục ở trong cái lầu rách đó đi. Alan, ta chỉ nói sự thật. Cổ lắc đầu, xem ra ngươi vẫn chưa bị giam đủ, đợi thêm một thời gian nữa ngươi sẽ hiểu. Alan im lặng. Cổ lại nói, về phần cổ tông, ta không có ý gì, nhưng tầm nhìn của ngươi hạn hẹp vô cùng, Alan à. Đi theo cổ tông liệu có được tiền đồ như theo vị Diệp công tử này không? Ta nói cho ngươi biết, một khi theo hắn thì đến chủ nhân bút đại đạo cũng không dám đụng vào ta, hiểu chưa? Alan, nhưng ngươi nuốt trôi được sao? Cổ cười, có gì mà không thể. Đời này trừ sống chết và tự do ra, những thứ khác đều là chuyện vặt vãnh. Về phần cổ tông không nhận ta, ta chỉ mong bọn họ vĩnh viễn đừng nhận. Nếu ta trở về, họ lại xem ta như trụ cột, nhưng nếu ta đi theo Diệp công tử, hắn chính là chỗ dựa của ta, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, phải biết nhìn xa trông rộng, không thể chỉ bó buộc mãi ở vũ trụ tứ phương. Chỉ cần đi theo Diệp công tử, rời khỏi vũ trụ này chỉ là vấn đề thời gian. Alan thấp giọng thở dài, vậy thì chúc mừng ngươi. Cổ lại nói, Alan, ta biết ngươi vẫn còn tức giận và không cam, nhưng thứ cho ta nói thẳng, tất cả đều là phí công thôi. Ngươi sẽ tiếp tục bị giam cầm,
không thể làm được gì. Còn một điều nữa, ngươi nên tự thay đổi tính tình đi, đừng xem bản thân là cao thủ nữa, nhất là khi đứng trước Diệp công tử. Đừng nói chi ngươi, ngay cả chủ nhân bút đại đạo đứng trước muội muội hắn cũng không dám rên một tiếng. Ngươi biết sao không, ta từng tận mắt thấy cô gái váy trắng kia dùng một kiếm duy nhất chém chết đạo sinh, mà chủ nhân bút đại đạo còn không dám ra tay cứu. Chưa hết, chỉ vì nhiều lời một câu mà y còn bị kiếm đâm xuyên qua óc. Nàng ta bật cười, tuy nói xấu sau lưng người khác là không nên, nhưng phải công nhận khi ấy đã ghê. A Lan thấp giọng hỏi, cô gái kia, mạnh đến vậy thật sao? Cổ cười, ngươi biết tại sao ta lại sống kín tiếng thế nào không? Nàng ta hít sâu một hơi, sau khi gặp được cường giả chân chính rồi ngươi sẽ biết những ngạo mạn trước kia buồn cười đến thế nào. Giống như một tên nhà giàu trong thôn nhỏ vậy, chừng nào còn ở trong thôn, hắn sẽ tự cho mình là nhất, nhưng bước chân ra ngoài rồi, hắn mới phát hiện chút của cải của mình chẳng thấm vào đâu. Sau một hồi lặng im, A Lan mới nói, ta hiểu rồi. Cổ mỉm cười, vị Diệp công tử này cũng không đến nỗi nào, đợi thêm một hồi nữa ta sẽ đưa hắn đến gặp ngươi. Khi ấy ngươi chỉ cần nói mình bằng lòng gia nhập thư viện quan huyên là được. A Lan không đáp. Cổ cũng không nói nữa. Nàng ta đã cố gắng hết sức rồi. Nàng hiểu tâm tính A Lan, biết cường giả trật tự cảnh như đối phương hiếm hoi vô cùng trong vũ trụ tứ phương, vì vậy ai nấy đều cao ngạo vô cùng. Không tính chủ nhân bút đại đạo thì trật tự cảnh chính là đỉnh cao ở vũ trụ tứ phương. Bảo một người như thế phải xun xoe nịnh nọt một thiên đạo cảnh, cổ trước kia chắc chắn không làm được. Bởi vì thiên đạo cảnh đứng trước trật tự cảnh chẳng khác gì một con kiến nhỏ nhoi. Nhưng nếu A Lan không thay đổi suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. A Lan chợt hỏi, người định đi đâu? Cổ nhìn về phương xa, cười đáp, đi gặp chiến hoàng. A Lan, gã cũng bị nhốt rồi, tình trạng không được tốt lắm. Cổ ngạc nhiên, sao lại thế? A Lan thở dài thườn thượt, người tính nóng như lửa như gã, ngày nào cũng bị nhốt thì ai chịu cho nổi. Sắc mặt cổ trở nên kỳ lạ, đừng nói là bị nhốt tới phát điên nhé. A Lan, chưa điên thì cũng sắp thôi. Nàng ấy thoáng dừng lại, người định đi chọc tức gã à? Cổ cười, ta nào phải người như thế? Kha kha. A Lan. Sau khi tạm biệt cổ, Diệp Huyên đi thẳng đến đài tỷ võ. Hắn nhìn lên bảng hoang cổ, thấy 10 cái tên đầu tiên đã bị một sức mạnh bí ẩn che lại, không cho ai thấy, vì vậy chỉ nhìn được 90 cái tên xếp sau. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái mặc chiếc váy hoa nhỉ, tóc thắt bím, thân hình nhỏ nhắn mà lanh lợi. Hắn bèn mỉm cười chào hỏi, xin chào cô nương. Cô gái nghe có người gọi thì quay lại, ngươi là? Diệp Huyên, tại dạ Dương Huyên. Cô nương xưng hô thế nào? Cô gái cười, Thu Lam. Diệp Huyên, xin hỏi Thu Lam cô nương, vì sao 10 cái tên đứng đầu bảng hoang cổ lại không thấy được? Thu Lam mỉm cười, người mới đến đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thu Lam nhìn bảng hoang cổ, cơ chế này đã có từ rất lâu trước đây rồi. 10 vị trí đầu còn được gọi là nội bảng, chỉ có những người trong đó mới có thể tiếp xúc đến. Diệp Huyên, tên 10 hạng đầu bị giấu đi, vậy là không thể đi khoe được ư? Hả? Thu Lam tròn mắt, ngươi. Diệp Huyên vội nói, ý ta là nếu tên bị ẩn giấu thì người ngoài cũng không biết người đó có vào được 10 hạng đầu hay chưa, chẳng phải nhàm chán biết bao sao. Thu Lam lắc đầu cười, 10 người đứng đầu hành sự rất kín tiếng, không ai quan tâm nhiều đến danh vọng cả. Diệp Huyên im lặng. Thế này không hay. Đã vào được 10 hạng đầu mà còn phải giấu danh tính. Chẳng vui gì. Thu Lam lại nói, thật ra ta thấy vậy mới hay chứ. 10 hạng đầu bảng hoang cổ là bí ẩn, đồng nghĩa với việc ngươi không biết cường giả mình sắp phải đối mặt là ai, chẳng phải rất thú vị sao? Diệp Huyên cười, cũng đúng. Thu Lam nhìn hắn, cười cười, có phải Dương công tử cũng muốn lên bảng? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn thử xem. Thu Lam. Nhưng ngươi chỉ mới đến thiên đạo cảnh. Diệp Huyên cong môi, vẫn muốn thử xem. Thu Lam gật đầu, cũng có thể, nhưng để khiêu chiến thì phải bỏ ra cổ tinh. Diệp Huyên ngạc nhiên, cổ tinh. Thu Lam gật đầu, chính xác, cổ tinh là phí khiêu chiến, sẽ tăng theo thứ hạng. Diệp Huyên nhìn bảng hoang cổ,
lại hỏi, nếu ta muốn khiêu chiến hạng 100 thì mất bao nhiêu? Thu Lam cười, 1000 cổ tinh. Diệp Huyên, còn khiêu chiến hạng nhất. Thu Lam mỉm cười, nhiều đấy, phải 10 triệu. 10 triệu. Diệp Huyên lắc đầu, không có tiền thì đừng mơ lên được bảng. Thu Lam cười, cũng không hẳn. Nếu ngươi có sức mạnh thì có thể thi đấu để kiếm về rất nhiều tiền, thắng được hạng nhất thì sẽ được 10 triệu cổ tinh lận đấy. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Thu Lam bỗng hỏi, ngươi đang thiếu tiền đúng không? Diệp Huyên nhìn sang, thấy nàng ta cong môi, vươn tay đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang, trong này là 1000 cổ tinh, ngươi có thể thử khiêu chiến hạng 100. Diệp Huyên, vì sao lại cho ta? Thu Lam chớp mắt, thua thì thôi, thắng thì chia ta một nửa. Diệp Huyên cười, được. Hắn thu nhẫn vào rồi xuất hiện trước bảng hoang cổ, ấn tay vào cái tên xếp cuối cùng. Quỳnh, một chùm sáng trắng hiện lên giữa đài tỷ võ. Theo quy củ bảng hoang cổ, không ai có thể từ chối khiêu chiến. Thấy Diệp Huyên lên đài tỷ võ, khóe môi Thu Lam khẽ cong lên. Một bóng mờ xuất hiện sau lưng nàng ta, Thu Quân, không rõ cổ đã đi đâu. Thu Lam không chút biến sắc, mặc kệ nàng ta. Nàng ta nhìn người đứng trên võ đài, cười khẩy, tình báo nói người này chính là vua dựa dẫm, để ta xem chỗ dựa của hắn vững đến đâu. Trên đài tỷ võ, Diệp Huyên nhìn chùm sáng trắng kia, thấy một người đàn ông xuất hiện từ đó. Ông ta vừa bước chân ra đã lập tức biến mất. Vụt! Thời không trước mặt Diệp Huyên chấn động khi một quyền ấn lao đến. Diệp Huyên thấy đối thủ trực tiếp ra tay thì không khỏi ngẩn người, nhưng hắn không tránh né mà mặc cho cú đấm ấy rộng vào giữa trán mình, đồng thời cũng trả lại bằng một quả đấm vào giữa chân mày đối phương. Bốp! Quỳnh! Diệp Huyên sừng sững không ngã, người kia thì bay véo ra ngoài, thân thể vỡ vụn từng chút một. Những người ở dưới võ đài tròn mắt. Thua trong nháy mắt ư. Thu Lam chợt nhíu mày, thể tu, ta tưởng hắn là kiếm tu chứ. Rồi quay sang phân phó bóng mở kế bên, tiếp tục điều tra. Cái bóng cung kính thi lễ rồi rời đi. Trên đài tỷ võ, đối thủ của Diệp Huyên sững người ra, thấy hắn chuẩn bị ra tay thì thốt lên, dừng. Ta nhận thua. Nhận thua. Diệp Huyên nghịch mặt, dừng đánh hả. Người đàn ông nói, không đánh nữa. Rồi xoay người rời đi. Để lại Diệp Huyên đứng đó quệt mũi đầy hoang mang, mới thế mà đã chịu thua rồi à. Sau đó hắn thấy một lệnh bài gỗ và một nhẫn chứa đổ bay đến. Mặt trên lệnh bài được khắc vào dòng chữ 100. Còn trong nhẫn thì chứa 2000 viên cổ tinh. Diệp Huyên thu lệnh bài vào rồi trở lại cạnh Thu Lam, cười nói, cô nương, ta thắng rồi. Hắn nhúc nhích ngón tay, đẩy chiếc nhẫn chứa 1000 cổ tinh sang cho nàng ta. Thu Lam cất nó vào, mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên bật cười, đoạn hướng mắt nhìn bảng hoang cổ trên đài tỷ võ, phu vơ nói, Thu Lam cô nương muốn giết ta. Hai mắt đối phương khẽ nheo lại rồi nhanh chóng trở lại như thường. Nàng ta cười hỏi, vì sao Diệp công tử lại nói thế? Diệp Huyên cong môi nhìn sang, Diệp, không phải Dương công tử sao? Nghe vậy, nhiệt độ trong mắt Thu Lam lập tức hạ xuống. Diệp Huyên cười, nếu ta đoán không sai thì Thu Lam cô nương đây muốn giết ta trên đài tỷ võ, khi ấy cổ cô nương sẽ không thể ra tay, đúng chứ? Thấy hắn đã nhìn ra ý đồ, Thu Lam cũng không vờ vịt nữa, mỉm cười nói, chính xác. Nàng ta nhìn hắn, ta tò mò muốn biết, làm thế nào Diệp công tử đoán ra? Diệp Huyên, sát ý, cô nương giấu rất kỹ, nhưng ta vẫn nhìn ra. Thật ra nguyên nhân nằm ở huyết mạch của hắn. Sau khi đột phá huyết mạch phong ma, hắn phát hiện ra mình trở nên nhạy cảm hơn nhiều với sát ý, huyết khí và lệ khí. Cho dù chỉ có một chút xíu, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Thu Lam nở nụ cười, vậy Diệp công tử có biết ai muốn ngươi chết không? Diệp Huyên nói ngay, pháp thần. Thu Lam, thì ra ngươi biết. Diệp Huyên cười khẽ, đó là kẻ địch duy nhất của ta gần đây, còn lại không nghĩ ra ai khác. Nhưng cô nương hẳn cũng không phải người của pháp giới. Thu Lam cười, sao Diệp công tử không thử đoán xem ta là ai? Diệp Huyên lắc đầu, vậy Thu Lam cô nương có từng nghĩ vì sao pháp thần không đích thân đến giết ta chưa? Thu Lam nhìn lên đài tỷ võ, thấy đã có người khác lên khiêu chiến.
Nàng ta nói, Diệp công tử có một cường giả tuyệt đỉnh đi theo bên người. Diệp Huyên khẽ cười, ta không muốn nói nhiều nữa, Thu Lam cô nương. Giờ ta sắp lên tỷ võ rồi, cô chỉ cần nói cô sắp xếp ai ra đấu với ta thôi, để ta đi khiêu chiến trực tiếp. Thu Lam quay sang nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyên, ta thấy đôi bên không nên lãng phí thời gian nữa, cô thấy sao? Thu Lam gật gù, Diệp công tử rất tự tin. Rồi chỉ lên đài tỷ võ, công tử bước lên sẽ biết. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó thân hình nhoáng lên, đã có mặt trên đài. Cùng lúc ấy, một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện ở đối diện hắn. Gã vươn tay búng một chiếc nhẫn về phía bảng hoang cổ. Bắt đầu khiêu chiến. Người đàn ông hóa thành một cơn gió, biến mất tại chỗ. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Huyên vỡ vụn khi một tia sáng đen chém ra. Ác nhân cảnh. Có người kêu lên. Diệp Huyên thở ơ, mặc cho tia sáng ấy chém vào cổ họng. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ phát ra từ yết hầu, Diệp Huyên vẫn vững như bàn thạch, sau đó tung ra cú đấm vào giữa trán đối phương. Quỳnh. Hắn không chút nương tay, đấm cho người kia tan thành hư vô. Những người khác ở bốn phía đồng loạt hóa đá. Ác nhân cảnh cũng không làm gì được hắn ư. Diệp Huyên quay xuống nói với Thu Lam, sao mà kém vậy? Cô xem thường ta à? Thu Lam không nói gì. Nàng ta nhận ra mình đã đánh giá thấp người này. Người áo đen ban nãy đã đến ác nhân cảnh, một cảnh giới không hề thấp, chỉ dưới nhân gian cảnh. Mà cường giả nhân gian cảnh đã đủ để xếp vào 20 hạng đầu của bảng hoang cổ. Nhìn khắp vũ trụ tứ phương này được bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt. Có thể lọt vào 20 hạng đầu thì không chỉ gói gọn trong hai chữ đáng sợ rồi. Ác nhân cảnh cũng có thể chen vào từ hạng thứ 50 về trước. Nhưng lại bị Diệp Huyên đấm chết trong nháy mắt. Chợt nghe Diệp Huyên cười, chỉ bằng Thu Lam cô nương lên thử xem. Nàng ta nhìn hắn, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên, vô cùng chắc chắn. Thu Lam cười, vậy thì Diệp công tử phải khiêu chiến ta. Diệp Huyên nghe vậy thì nhìn lên bảng hoang cổ, nhanh chóng tìm thấy tên Thu Lam ở phía trên. Hạng thứ 18. Phí khiêu chiến, 1.000.000 cổ tinh. Hắn chỉ vung tay ném một chiếc nhẫn vào bảng. Thu Lam xuất hiện trước mặt hắn, nói, phải công nhận Diệp công tử đúng là. Nào ngờ hắn đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lại trước mặt nàng ta, tung cú đấm về trước. Không cần kiếm. Thân xác là đủ rồi. Cú đấm khiến thời không trước mặt Thu Lam vặn vẹo đi. Sức mạnh quá mức khủng khiếp, ngay cả thời không được gia cố cũng không chịu nổi. Đứng trước cú đấm đáng sợ nhường này, một tia dữ tợn lóe lên trong mắt Thu Lam. Nàng ta không lùi mà lại bước tới, đồng thời phóng một cây trường thương lao ra như sấm. Cứng đối cứng. Quỳnh. Quyền mang và thương mang nổ tung thành một quầng sáng. Thoáng một cái, Thu Lam đã lùi lại đến rìa võ đài, sau đó bất thình lình thấy Diệp Huyên xuất hiện ngay phía trên mình với cái chân phải dẫm xuống. Đồng tử rụt lại, Thu Lam vung thương sang ngang đón đỡ. Ầm. Mọi người chỉ nhìn thấy chân Diệp Huyên nện xuống thân thương. Rắc. Sau đó cây thương rạn nứt chằng chịt. Hai gối Thu Lam gập lại, thiếu điều quỳ xuống. Ha! Nàng ta thét lên, ra sức đứng dậy. Diệp Huyên bỗng thu chân về, để nàng ta có một thoáng thư giãn, nào ngờ sau đó lại dẫm xuống. Quỳnh! Trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, chân Diệp Huyên đạp lên vai Thu Lam. Bốp! Nàng ta làm sao chịu nổi sức mạnh ấy, lập tức quỳ sụp xuống đất. Mặt đất chấn động rồi nứt vỡ. Dưới đài tỷ võ là một mảnh lặng im. Đây chính là sức mạnh đơn thuần. Khiến ai nấy chứng kiến đều phải khiếp sợ. Trong trạng thái quỷ gối, Thu Lam ra sức phản kháng nhưng bàn chân Diệp Huyên tựa như đeo triệu cân chỉ khiến nàng ta không thể cử động mảy may. Không chỉ vậy, Thu Lam còn cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đã vỡ nát. Bỗng có một giọng nói dữ dằn vang lên từ dưới đài, nàng là con gái của đại nguyên soái đế quốc nguyên chúng ta. Nếu ngươi dám giết. Diệp Huyên bất thình lình xoay người tung đấm. Ầm. Quyền ấn lập tức xố sổ lão già vừa lên tiếng. Ai nấy đều kinh hồn bạt vía, cuống quýt thối lui. Diệp Huyên quay lại nói với Thu Lam, không ngờ nhân gian cảnh chỉ có nhiêu đó.
mọi người. Diệp Huyên đang có chút không thể hiểu được. Không ngờ nhân gian cảnh lại yếu đến thế này, hay đúng hơn là, hắn không ngờ bản thân lại mạnh đến thế. Trước đó, sở dĩ hắn thấy mình yếu là vì kẻ địch của hắn. Đó là những ai? Cổ. Vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo. Đứng trước ba người này, đương nhiên là phải yếu rồi. Trước đó cũng do hắn nữa, chẳng biết sao cứ ngu ngốc đi so sánh mình với ba người kia, không phải tự ngược đãi thì là cái gì chứ? Hắn đáng lẽ phải đi so với người cùng cấp kia. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên buông tiếng thở dài. Sao trước kia mình sống mệt mỏi vậy trời? Tại mình ngu quá. Nhưng bây giờ hắn đã mở ra một cánh cửa mới rồi. Đúng lúc này, Thu Lam ngẩng đầu lên, gằn giọng rít ra, người dám hạ nhục ta. Diệp Huyên thu hồi dòng suy nghĩ, hỏi lại cô có tư cách gì để ta hạ nhục sao? Thu Lam vừa toan mở miệng thì cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố từ xa ập đến. Người đứng dưới đài tỷ võ rối rít lui lại. Một khắc sau, một ông lão mặc khôi giáp xuất hiện ở dưới. Lập tức có người kêu lên, Đại Nguyên Soái Đế Quốc Nguyên. Thu Nguyên. Thu Nguyên. Đại Nguyên Soái Đế Quốc Nguyên, cai quản 8 phần binh mã của đất nước, có thể nói là vị trí dưới một người trên vạn người. Người này cũng đã đến tiểu trật tự cảnh. Ông ta nhìn Diệp Huyên, thả con bé ra. Giọng nói không cho phép bất cứ ai làm trái lại. Ai nấy đều quay đầu nhìn Diệp Huyên, thấy hắn nhếch mép, ông bảo thả thì ta sẽ thả à. Thu Nguyên, nàng có mệnh hệ gì, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời. Diệp Huyên bất thình lình vung chân. Thủ cấp Thu Lam bị đá văng. Sau đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến dập nát linh hồn nàng ta. Xóa sổ hoàn toàn. Hắn chỉnh trang lại y phục, nhìn Thu Nguyên, Đế Quốc Nguyên ở đâu? Chỉ ta xem. Tiểu bút. Tiểu tháp thở dài, ta phục tiểu chủ sát đất luôn. Mạnh thì không mạnh nhưng được cái hay ra vẻ, mà còn ra vẻ y như thật. Xiết rồi. Không ai có thể nghĩ rằng Diệp Huyên không hề nể nang gì Thu Nguyên. Trong khi ông ta là đại nguyên soái của Đế Quốc Nguyên, một người nắm quyền lực chân chính. Đã vậy còn đại diện cho Đế Quốc Nguyên. Đế Quốc Nguyên là gì? Chính là bá chủ hàng đầu của vũ trụ tứ phương. Suốt nhiều năm qua không ai có thể làm địa vị của họ dung chuyển. Thu Nguyên còn là đại nguyên soái nắm trong tay 8 phần binh lực tinh nhuệ của đất nước, quyền thế trong tay có thể xếp vào 5 hạng đầu của vũ trụ tứ phương. Một người như vậy. Tài nguyên lẫn sức ảnh hưởng đều vô cùng kinh khủng. Nhưng ánh mắt ở bốn phía quanh đài tỷ võ đổ dồn vào Diệp Huyên, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người lại tò mò. Cũng có người tình ý nhận ra lão già ban nãy đã thông báo danh tính, thế mà hắn vẫn dám giết. Rất thú vị. Thu Nguyên đứng dưới đài, thấy Thu Lam bị giết cũng không chút biến sắc, ánh mắt chẳng hề thay đổi. Đúng lúc này, một bóng người mờ ảo chợt xuất hiện phía sau ông ta rồi vọt lên đài nhằm vào Diệp Huyên. Bỗng nhiên, có một cô gái váy tím xuất hiện trước mặt hắn, vung tay lên. Quỳnh! Bóng người kia bị đẩy ngược trở lại dưới mọi con mắt ngóng nhìn. Cô gái lạnh lùng liếc nhìn, đoạn quay sang nói với Thu Nguyên, các hạ hẳn cũng biết quy định của chiến bảng hoang cổ. Quy định của chiến bảng hoang cổ. Chỉ cần có người đứng trên đài tỷ võ này thì không ai khác được phép ra tay, trừ khi phát động khiêu chiến, nhưng cho dù làm vậy cũng có giới hạn. Chiến bảng 300 năm thay đổi một lần, nói cách khác ở lần sau đó, những ai trên 300 tuổi không thể có tên trên bảng nữa. Mà bóng người kia lẫn Thu Nguyên đều đã vượt qua con số này. Thu Nguyên nhàn nhạt nhìn cô gái rồi bắn ánh mắt sang Diệp Huyên, ai giết hắn, thưởng 10 triệu cổ tinh. 10 triệu cổ tinh. Những lời này khiến bốn phía sôi lên sùng sục. 10 triệu là số tiền khổng lồ. Nhưng Diệp Huyên nghe vào tai lại nhíu mày. Sao lão này keo thế? Nội trong tay hắn thôi mà đã có mấy trăm triệu cổ tinh rồi. Đúng lúc này, chợt có một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến chui vào bảng hoang cổ. Một khắc sau, đã có một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trên đài cách đó không xa. Cô gái váy tím liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay gót đi. Hắn gọi với theo, cảm ơn cô nương.
Đối phương quay lại, cảm ơn ta. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái chỉ nói, ta không giúp ngươi, ta chỉ đang bảo vệ quy định của chiến bảng hoang cổ thôi, rõ chưa? Diệp Huyên cười, đã rõ. Lần này cô gái xoay người đi thật. Nàng ta tuyệt nhiên sẽ không lấy lòng hắn, bởi làm vậy vào lúc này chẳng khác gì rước họa vào thân. Đế quốc Nguyên là một con quái vật khổng lồ, nàng ta không muốn chọc phải nó. Cô gái xuống đài rồi, người áo trắng kia bèn nhìn Diệp Huyên, nhếch mép nói, 10 triệu cổ tinh này, ta muốn. Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Thời không trước mặt gã ta nứt toác. Đồng tử người áo trắng rụt lại, vội vàng đưa tay lên đón đỡ. Quỳnh. Gã ta bị đẩy lùi đến mép đài tỷ võ, khi vừa dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện ngay phía trên, vung chân nện xuống. Một cú đá trực tiếp xóa sổ người áo trắng. Bốn bề lặng phắc như tờ. Lại giết người trong nháy mắt rồi. Người áo trắng kia là cao thủ đứng hạng 15 đấy. Vậy mà thoáng cái đã bốc hơi ư. Diệp Huyên nhìn xuống đôi tay mình với vẻ hưng phấn tràn ngập. Hắn là vô địch. Tuyệt đối vô địch dưới nhân gian. Cổ không lừa hắn. Hắn bỗng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Sao mình cứ phải đấu đá với mấy lão quái vật kia làm gì? Đánh nhau với người cùng cấp không vui hơn sao? Như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn khắp bốn phía còn ai nữa? Mọi người. Thu Nguyên bên dưới bỗng nói, ai giết kẻ này, thưởng 20 triệu cổ tinh. 20 triệu, tiền thưởng tăng lên rồi. Thông tin này khiến tất cả những ai đang có mặt xôi trào, ánh mắt nhìn Diệp Huyên đều thay đổi. Chỉ cần giết hắn sẽ có được 20 triệu cổ tinh. Điều này có nghĩa là gì? Giết một mạng người là có thể đổi đời. Tuy nôn nao là vậy nhưng xét thấy Diệp Huyên vừa nhẹ nhàng giết cao thủ thứ 15 trên bảng, vẫn không ai dám ra tay. Chỉ cần thưởng to, ắt có kẻ gan lớn. Một chùm sáng trắng chiếu xuống trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau hóa thành một người đàn ông cầm thương. Hạng 10 bảng hoang cổ. Có người kêu lên. Diệp Huyên nhìn. Thấy trên ngực trái đối phương là một huy hiệu nhỏ có khắc con số 10. Hạng 10 bảng hoang cổ. Diệp Huyên nhếch môi, cuối cùng cũng có người trông được được. Bởi vì cảnh giới của đối phương là nhân gian cảnh. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên, xoay nhẹ tay phải. Một luồng khí thể khủng bố vồ tới. Đó là thương thế. Diệp Huyên chỉ vung tay lên. Quỳnh. Khí thế kia tan thành mây khói. Người đàn ông thoát cái biến mất, thay vào là một điểm sáng lạnh lẽo xuất hiện trước mặt hắn. Rắc. Đây là âm thanh thời không bị đánh vỡ. Diệp Huyên không tránh đi, để mặc mũi thương đâm vào ngực mình. Đùng. Hắn liên tiếp lùi lại mấy trượng, nhưng thân xác vẫn nguyên vẹn, còn đối thủ thì lui lại hơn nghìn trượng. Người đàn ông kia dừng lại rồi mới ngẩng dậy nhìn hắn với sắc mặt trầm trọng. Không những cây thương của gã đã nứt nẻ mà trước ngực còn in hẳn một quyền ấn. Ban nãy Diệp Huyên đã ra tay, nhưng nhờ có chiến giáp này đã ngăn lại một phần lớn sức mạnh, bằng không cú đấm của hắn đã đủ để tiến gã lên đường. Ai cũng nói kiếm tu mạnh, nhưng đau đầu nhất phải là thể tu. Nếu không thể phá được lớp phòng ngự của họ thì chỉ có nước nằm im chịu đánh mà thôi. Diệp Huyên vỗ vỗ ngực, nói với người kia tiếp. Dứt lời. Hắn nâng chân lên đạp xuống. Duỳnh. Toàn bộ đài tỷ võ chấn động kịch liệt rồi vỡ toang, bản thân Diệp Huyên thì mượn lực lao về trước. Đồng tử người đàn ông kia rụt lại, gã há miệng gầm lên, đâm thương về trước, để vô vàn thương mang từ trong tay túa ra. Xoẹt. Thời không bao trùm quanh đài tỷ võ vỡ vụn. Nắm đấm của Diệp Huyên cũng đã bay tới. Số thương mang kia nát vụn dưới những cặp mắt theo dõi. Oanh! Người đàn ông cầm thương bay ngược ra, tông vào kết giới ngoài rìa. Thân thể gã vỡ nát, máu phun tung tóe. Khi linh hồn gã đáp xuống, thấy Diệp Huyên xuất hiện trước mặt thì giơ tay la lên, ta đầu hàng. Diệp Huyên chỉ lạnh lùng nhìn lại. Người đàn ông, ta đầu hàng. Diệp Huyên nhếch mép, ta hỏi ngươi một câu, trả lời được thì ta tha. Người đàn ông nhìn lên, chỉ thấy hắn quắc mắt, nếu ta nhận thua đầu hàng thì ngươi có tha cho ta không? Đối phương sững sờ, sau đó bị hắn đạp một cái.
Ầm. Linh hồn gã bể tan tành, hóa thành hư vô. Gã đã bị xóa sổ. Sắc mặt những người đứng dưới đài lập tức đanh lại. Hạng 10 mà cũng bị giết. Trong khi đó gã đã đến nhân gian cảnh rồi. Diệp Huyên đứng trên đài quay xuống nói với Thu Nguyên, tăng tiền thưởng lên đi. Tăng tiền thưởng. Lời này khiến sắc mặt những người khác trở nên kỳ lạ. Thu Nguyên mở miệng, ai giết kẻ này, thưởng 50 triệu cổ tinh. 50 triệu rồi. Những người có mặt đều lộ vẻ thèm khát. Nhưng càng nhiều hơn chính là trầm trọng. Một khi đề ra cái giá này, Thu Nguyên rõ ràng đang muốn những yêu nghiệt thật sự trên bảng hoang cổ ra tay. 50 triệu, một con số hấp dẫn biết bao. Đủ để một cường giả nhân gian cảnh tu luyện mấy nghìn năm là ít. Cấp bậc càng cao, nhu cầu càng lớn. Ngay cả những gia tộc lớn cũng phải vô cùng lao lực để cung cấp đầy đủ cho một siêu thiên tài. Phải nói tu luyện đúng là đắt đỏ quá xá. Đúng lúc này, bảng hoang cổ kia rung lên. Những người khác thấy vậy thì kích động. Lại có người đến, quả nhiên là sức mạnh của đồng tiền mà. Không lâu sau, xuất hiện trước mặt Diệp Huyên là một cô gái trong chiếc váy đen đơn giản, không chút họa tiết cầu kỳ. Mái tóc nàng ta được buộc lại, tung bay sau đầu, trong tay phải là một dải lụa dài đang lơ lửng. Có người thấy nàng thì hô to, là tố nữ, tố nữ. Người đứng thứ hai bảng hoang cổ. Danh tiếng nàng ta cực kỳ vang dội, năm ấy từng leo từ vị trí thứ 100 lên hạng nhì chỉ trong vòng một ngày. Một ngày mà thôi. Chỉ tiếc rằng lại thất bại khi khiêu chiến hạng nhất. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng nàng ta. Không một ai ngờ rằng vị yêu nghiệt đã biến mất rất lâu rồi này lại xuất hiện vào hôm nay. Chẳng lẽ là vì tiền thật? Tố nữ nói với Diệp Huyên, không phải vì tiền. Hắn cau mày, không vì tiền. Tố nữ gật đầu, chỉ đơn giản là muốn so tài cùng các hạ. Diệp Huyên cười, vậy thì được. Tố nữ gật đầu, ta ra tay đây. Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì đồng tử đã co rụt lại khi hàng loạt tia sáng lạnh buốt xuất hiện trên người. Xoẹt 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 xoẹt. Hàng trăm nghìn tiếng cắt xé vang lên xoanh quanh Diệp Huyên trong khoảnh khắc ấy. Ai nấy đều hốt hoảng. Diệp Huyên nắm chặt tay lại. Uỳnh. Những tia sáng kia bị đập vỡ. Diệp Huyên liên tiếp thối lui đến tận rìa ranh giới. Thân xác hắn vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cả người đã đổ máu đỏ thấm. Sức mạnh của đối phương khủng khiếp thật. Đây cũng là lần đầu tiên, Diệp Huyên cảm nhận được đau đớn. Chợt tố nữ nhíu mày, đây là cổ chiến thể trong truyền thuyết. Cổ chiến thể. Ba từ này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cổ chiến thể. Là thuật luyện thể từ thời thượng cổ của cổ tông ở vũ trụ Nam. Được xưng tụng là thuật luyện thể đứng đầu tự cổ chí kim. Người này đến từ cổ tông sao? Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Huyên đã trở nên vô cùng tò mò. Dưới đài, Thu Nguyên nhìn hắn chằm chằm, không rõ đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy tố nữ trên đài lắc đầu, ta không giết được ngươi. Rồi xoay người rời đi. Thế là Diệp Huyên nhảy từ hạng 10 lên hạng 2. Hắn nhìn cô gái biến mất rồi nói với Thu Nguyên, thêm tiền. Thêm tiền. Mọi người. Câu nói của Diệp Huyên khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Thu Nguyên. Sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ lạ. Thêm tiền ư. Bây giờ đã là 50 triệu cổ tinh rồi, nếu lên nữa thì chẳng khác gì đang ép người đầu bảng ra tay. Thu Nguyên chỉ nói 80 triệu cổ tinh. 80 triệu. Tất cả mọi người có mặt hít vào một hơi. Ngay cả một thế lực cao cấp cũng không thể thích là chi ra con số này được. Cũng không phải là đang nghi ngờ năng lực của Thu Nguyên. Dẫu sao ông ta cũng là đại nguyên soái của đế quốc Nguyên, 80 triệu hẳn chỉ là trò vặt vãnh. Mọi con mắt lại nhìn sang bảng hoang cổ. Liệu người đứng đầu bí ẩn có xuất hiện không? Nói đến người này, quả thật là vô cùng thần bí. Vị này vẫn luôn chiếm cứ hạng nhất kể từ khi bảng hoang cổ thay đổi. Chưa một lần bị đá xuống, cho dù có tố nữ bất ngờ xuất hiện cũng không thể lay chuyển được. Nhưng gần như không ai biết người này là ai. Bí ẩn vô cùng. Ai nấy đều đang khấp khởi chờ mong. Muốn nhìn xem hạng nhất bảng hoang cổ có xuất hiện hay không, có giết được Diệp Huyên hay không. Bởi vì Diệp Huyên này sở hữu cổ chiến thể.
Diệp Huyên bình tĩnh đứng trên đài tỷ võ. Nội tâm đang trở nên kiêu ngạo. Cổ chiến thể này thật sự quá mức không hợp lẽ thường, chỉ cần không gặp phải cường giả trật tự cảnh thì hắn chẳng cần phải sợ gì. Trật tự cảnh chính là ngưỡng cửa. Một khi vượt qua nó, cổ chiến thể của hắn sẽ chẳng còn tác dụng bao nhiêu nữa. Nghĩ vậy, hắn nhìn về cái tên đang bị ẩn đi trên đầu bảng hoang cổ. Rất mong chờ được giao thủ cùng đối phương. Nhưng hắn đợi một hồi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Thu Nguyên lại lên tiếng, 100 triệu. 100 triệu. Ba chữ này khiến những người khác hóa đá tại chỗ. 100 triệu. Một con số không tưởng. Đủ để xây dựng được một đội quân hùng mạnh. Bọn họ không khỏi nhìn Thu Nguyên, tự hỏi vị đại nguyên soái này mất trí rồi hay sao. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra trên đài tỷ võ. Diệp Huyên cười hỏi, ông nhiều tiền lắm à? Thu Nguyên lạnh nhạt đáp, rất nhiều. Diệp Huyên, vậy thì cứ thêm đi. Thu Nguyên, người dám bước xuống không? Quy định của Hoang Cổ Thành còn ở đó, ông ta không dám tùy tiện vi phạm. Bằng không sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai siêu thế lực. Diệp Huyên cười, ông định ỷ thế hiếp người à? Thu Nguyên, hay người định đứng cả đời trên đó? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi. Cười nói, ta nhớ ta không có thủ oán gì với đế quốc Nguyên mà nhỉ. Thu Nguyên lãnh đạm đáp, không phải đã có rồi sao? Diệp Huyên bật cười, cũng phải. Sau đó từng bước đi xuống đài tỷ võ. Đôi mắt Thu Nguyên nheo lại, hai tay siết chặt. Những người khác cũng nín thở quan sát, Diệp Huyên thật sự sẽ xuống đài sao? Thu Nguyên đã đến tiểu trật tự cảnh đấy chứ không đùa đâu. Hơn nữa ông ta còn là đại nguyên soái từng ra xa trường, khả năng chiến đấu tuyệt đối hơn xa cường giả cùng cấp. Đương lúc Diệp Huyên sắp sửa bước khỏi đài tỷ võ, hắn chợt khựng lại rồi nhăn nhở cười với Thu Nguyên, ta không xuống đấy, cho ông tức chơi. Sau đó lại đi lên đài. Mọi người. Thu Nguyên nhìn theo chòng chọc, tuy sắc mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã lạnh như hầm băng. Mọi người đều cảm nhận được sát ý tỏa ra từ ông ta. Diệp Huyên chỉ bình thản ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng Thu Nguyên quay sang cô gái váy tím đứng ở xa Tử Quân. Nàng ta lắc đầu. Tuyệt đối không thể phá bỏ quy định chỉ vì đế quốc Nguyên, bằng không thể diện của Hoang Cổ Thành chẳng phải sẽ bị vứt xuống cống sao. Ân tình này, nàng ta không thể cho. Chỉ nghe Thu Nguyên nói, ta được biết, cứ mỗi một đoạn thời gian, đài tỷ võ này cần được bảo trì. Lời này khiến Tử Quân cau mày. Ông ta nói đúng, đài tỷ võ cứ cách một khoảng thời gian thì cần được bảo trì, cũng chính là củng cố lại kết giới, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Thu Nguyên, nếu Tử Quân bằng lòng giúp đỡ, lão phu nguyện khắc ghi ân tình nào vào đáy lòng. Sau đó, một chiếc nhẫn chứa đồ đã xuất hiện trên tay Tử Quân. Bên trong là tầm mười mấy triệu cổ tinh. Sau một hồi im lặng, nàng ta cất tiếng, bảo trì kết giới. Bảo trì cách giới, lời vừa dứt, đài tỷ võ bất chợt rung lên. Diệp Huyên đứng trên đó mà cau mày nhìn Tử Quân, chỉ nghe nàng ta nói, võ đài đã đến lúc bảo trì, mời Diệp công tử xuống cho. Hắn nghe vậy thì hiểu ra, những người khác cũng thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 234.